Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 561, Liên hợp chấp pháp. Tiêu Chính Văn cười ha ha, nói, nhà họ Viên các anh đều không nghiên cứu được gì thì sao tôi có thể nhìn ra chứ? Tôi chẳng hiểu gì những ký hiệu trên đó cả. Nghe đến đây, Viên Lãng cười nhạt nói, anh Bạch, anh không hiểu ắt có nguyên do, được rồi, xem xong rồi, chúng ta quay về phòng tiến hành bước tiếp theo của hợp đồng chứ nhỉ? Tiêu Chính Văn gật đầu nói, được, mời. Khi anh nói ra những lời này, nội dung trong mảnh giấy cũ đã được Tiêu Chính Văn ghi nhớ hết. Tuy rằng chưa lĩnh ngộ được hết nhưng để ghi nhớ những ký hiệu này thì rất đơn giản. Suy cho cùng, chủ soái Bắc Lương tiền nhiệm cũng có trí nhớ tốt hơn người thường, nhìn lướt qua khó mà quên được. Hơn nữa, điều khiến Tiêu Chính Văn vui mừng là mảnh giấy cũ của nhà họ Viên chính là chương sau của hai mảnh giấy cũ trong tay Tiêu Chính Văn, nội dung trên đó là nội dung y học cổ điển mà anh đã đọc. Đây đúng là thu hoạch lớn. Cuộc đàm phán tiếp theo đơn giản hơn rất nhiều. Tiêu Chính Văn, Viên Lãng và nhà họ Quý chính thức hợp tác với nhau. Tin tức này được truyền đi, lập tức gây xáo động cả tỉnh Giang Bắc. Vãi trưởng, quả nhiên là nhà họ Quý đã hợp tác với anh Bạch kia, tận 50 tỷ USD đấy. Nhà họ Quý này lại có thể tiến lên vài bậc rồi, hoàn toàn có thể đứng đầu 6 gia tộc lớn tỉnh Giang Bắc. Không phải anh Bạch đó là ông chủ sau lưng Thẩm Thiên Hà sao? Tại sao lần này lại không hợp tác với Thẩm Thiên Hà vậy nhỉ? Trong khi cả tỉnh Giang Bắc đang xôn xao bàn tán, thì lúc này Thẩm Thiên Hà lại đang đứng trước mặt Tiêu Chính Văn, vô cùng cung kính nói, chúc mừng cậu Bạch, đã hợp tác thành công với nhà họ Quý và nhà họ Viên, bây giờ e rằng bọn họ vẫn không biết mình đã rơi vào cái bẫy do anh cố ý sắp đặt. Tiêu Chính Văn nhướng mày, cười khẩy nói, Giang Bắc sẽ không còn nhà họ Quý. Ông Thẩm chuẩn bị ứng phó bước tiếp theo đi, ở đây sẽ có một trận mưa gió đẫm máu. Tôi hiểu rồi ạ. Thẩm Thiên Hà trả lời, trong lòng cũng cực kỳ kính trọng. Thủ đoạn của Tiêu Chính Văn quá cao siêu, lần hợp tác 50 tỷ USD này không hề dễ dàng chiếm được như vậy đâu. Bây giờ nhà họ Quý nhất định đang cực kỳ vui sướng. Nhưng lại không biết rằng số tiền hợp tác 50 tỷ USD này hoàn toàn là cái bẫy của Tiêu Chính Văn, có thể thôn tính cả nhà họ Quý, thậm chí có thể bẻ gãy răng nanh của nhà họ Viên. Đúng như Thẩm Thiên Hà dự đoán, quả thực lúc này nhà họ Quý cực kỳ vui mừng. Cả trang viên nhà họ Quý bày mười mấy bàn tiệc rượu đủ đầy để chiêu đãi nhà giàu có và khách khứa tỉnh Giang Bắc. Lúc này Quý Tốn đang nâng ly, đứng trước mặt mọi người, sắc mặt hồng hào, nói với đám người dưới bục, mọi người. Yên lặng, hôm nay là ngày vui nhất của nhà họ Quý trong trăm năm qua. Nhà họ Quý chúng tôi đã giành được hợp tác trị giá 50 tỷ USD của cậu Bạch. Một tràng vỗ tay và tiếng cổ vũ dưới bục vang lên. Gia chủ Quý, chúc mừng, với 50 tỷ USD đầu tư này thì nhà họ Quý sẽ trở thành gia tộc giàu có nhất tỉnh Giang Bắc. Đúng vậy, danh tiếng gia tộc đứng đầu tỉnh Giang Bắc, không thuộc về nhà họ Quý thì còn có thể thuộc về ai được nữa chứ? Chúng ta cùng nhau kính gia chủ Quý một ly. Đúng, cùng nhau kính rượu. Mười mấy bàn người, lúc này đều lần lượt đứng dậy, nâng ly kính chúc. Quý Tốn cũng uống đến mặt đỏ bừng, rất vui vẻ cười nói, mọi người quá lời rồi, sau này, hễ là ai trong mọi người có chuyện nhờ vả thì nhà họ Quý tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết mình. Được, có câu nói này của gia chủ Quý, nhà họ Vương tôi vĩnh viễn ủng hộ gia chủ Quý. Nhà họ Lưu tôi cũng vậy. Sau này dựa vào gia chủ Quý rồi. Nhà họ Tôn cũng nghe theo sự chỉ đạo của gia chủ Quý. Trong khoảnh khắc, những nhà giàu có ở đây đều chắp tay với Quý Tốn, thể hiện thành ý của bọn họ. Trong lòng Quý Tốn mừng như nở hoa, tối nay, ông ta đã mời nhiều người như vậy, chỉ vì muốn kết thành bè phái. Thấy mấy chục nhà giàu có nổi tiếng đều tôn vinh mình như vậy, Quý Tốn cực kỳ đắc ý, nở mày nở mặt. Cơ cấu của tỉnh Giang Bắc sẽ phải thay đổi rồi. Sau này, nơi đây sẽ phải nghe theo nhà họ Quý. Nhưng khi mọi người đang nâng ly chúc mừng, một quản gia vội vội vàng vàng xông vào, chạy đến bên tai của Quý Tốn, sắc mặt căng thẳng lo lắng nói, gia chủ, xảy ra chuyện rồi. Lúc này Quý Tốn đã uống không ít rượu, vừa nghe xong liền nổi giận, quát mắng, láo toét. Hôm nay là ngày vui của nhà họ Quý, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Mọi người nghe thấy cũng sửng sốt. Lần lượt nhìn về Quý Tốn và quản gia. Quản gia đó cực kỳ lo lắng, tiếp tục nói thầm bên tai, gia chủ, liên hợp 5 ban ngành chấp pháp đột nhiên đến điều tra tổng công ty chúng ta, còn có mười mấy công ty con nữa,
ngoài ra, còn nói chúng ta cấu kết với thế lực bên ngoài, nhân viên chấp pháp đã tới cửa rồi. Cái gì? Nghe xong, Quý Tốn lập tức tỉnh rượu hơn nửa, mặt mày đỏ ửng nhìn chằm chằm quản gia, hỏi, liên hợp năm ban ngành chấp pháp. Ông chắc chứ, gia chủ, cực kỳ chắc chắn, người đã ở bên ngoài rồi. Quản gia vội vội vàng vàng nói lớn. Cũng trong lúc đó, một loạt tiếng bước chân cộp 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 dồn dập từ ngoài cửa nhanh chóng truyền đến. Hàng chục nhân viên chấp pháp mặc đồng phục tiến vào, đến trước mặt Quý Tốn, đưa ra lệnh bắt giữ, nói với Quý Tốn, Quý Tốn, ông bị nghi ngờ vi phạm pháp luật, cấu kết trục lợi với bên ngoài, bây giờ chúng tôi tuân theo mệnh lệnh của cấp trên bắt ông về điều tra, mời ông hợp tác. Dứt lời, vị đội trưởng đó liền ra hiệu cho cấp dưới, lấy ra còng tay sáng loáng, còng tay Quý Tốn lại. Khoảnh khắc này, Quý Tốn hoảng hốt, vội vùng ra kêu lên, không thể nào. Trưởng quan, các anh nhất định nhầm rồi. Tôi là doanh nhân giữ đúng bổn phận của mình, từ trước tới giờ chưa từng làm việc phi pháp. Hơn nữa, tôi có quen biết với tổng tư lệnh Lý của đội chấp pháp, ông ấy không thể bắt tôi được. Ông đang nói đến Lý Hải Giang à? Đội trưởng đó cười khẩy nói, Lý Hải Giang bị tình nghi liên quan đến giao dịch tiền đen và lạm dụng quyền lợi, bị đưa đi xử lý rồi. Gia chủ quý, ông nghĩ cho kỹ, sắp tới sẽ phải trình bày như thế nào về tội trạng của mình đi, đưa đi. Vị đội trưởng phất tay, hạ lệnh đưa Quý Tốn đi. Bỏ tôi ra, các anh bỏ tôi ra. Các anh bắt nhầm người rồi, ai bảo các anh đến bắt tôi. Quý Tốn vùng vẫy kêu la, nhưng căn bản là không có tác dụng gì, bị cưỡng ép bắt vào trong xe. Cùng lúc đó, bên phía Viên Lãng cũng nhận được tin tức Quý Tốn bị bắt liền ngạc nhiên. Cao mày lạnh lùng hỏi, chuyện gì vậy? Tại sao bắt Quý Tốn? Còn không mau đi điều tra. Thưa anh, đã tra ra rồi, bên đó giải thích rằng Quý Tốn bị nghi ngờ vi phạm pháp luật, còn mưu đồ trục lợi, cấu kết với thế lực bên ngoài, tội càng thêm tội, e là rất khó ra ngoài được, một tên đàn em nói. Nghe xong, Viên Lãng tức đến mức mặt tái xanh, đập mạnh xuống bàn, nói, không thể nào. Nhất định là có người sau lưng cố tình nhắm vào chúng ta. Mau đi điều tra, xem kẻ nào đã làm. Tôi phải băm hắn thành nhiều mảnh. Băm thành nhiều mảnh, cậu Viên thật có bản lĩnh, chẳng lẽ ngay cả tôi cũng muốn băm thành nhiều mảnh sao? Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến giọng nói trầm thấp. Sau đó, một bóng dáng sát khí bừng bừng xuất hiện ngoài cửa chính. Người đàn ông trung niên dẫn đầu, mặc quân trang, trên vai đính ba ngôi sao vàng. Thượng tướng ba sao. Đợi đã. Viên Lãng lập tức nhận ra thân phận của người đàn ông trung niên trước mặt. Phó tướng bên cạnh chủ soái Hắc Long ở Nam Lĩnh Vũ Lập Quốc. Thượng tướng 3 sao, cũng là chiến thần thiên cấp 4 sao. Chương 562, Tiêu Chính Văn và Hắc Long tướng, tướng quân Vũ, sao ông lại tới đây? Viên Lãng vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào Vũ Lập Quốc. Vũ Lập Quốc lạnh lùng hừ một tiếng, đi ngang qua Viên Lãng, ngồi thẳng lên ghế chính. Lạnh lùng nói, Viên Lãng, vừa nãy cậu nói, muốn xé xác người phía sau ra thành trăm mảnh à. Nghe thấy câu này, Viên Lãng toát đầy mồ hôi lạnh, vội vàng lắc đầu nói, không dám ạ, tướng quân Vũ nói đùa rồi, nhất định là ông nghe nhầm rồi. Bộp, Vũ Lập Quốc đập mạnh vào bàn, khiến chiếc bàn vỡ nát, tức giận nói, ý của cậu là Vũ Lập Quốc tôi già rồi nên tai có vấn đề đúng không? Phịch, Viên Lãng sợ tới mức quỳ phịch xuống. Run rẩy nói, tướng quân Vũ, ông thật sự hiểu nhầm rồi, vừa nãy tôi chỉ là nhất thời tức giận thôi, không ngờ người đằng sau lại là ông, lúc này Viên Lãng vẫn chưa thể tin được, người đứng đằng sau ra tay lại là phó tướng đầu tiên bên cạnh chủ soái Hắc Long, Vũ Lập Quốc. Giờ phải làm sao đây? Những bậc tiền bối trong nhà họ Viên có thể không cần nể mặt Vũ Lập Quốc, nhưng Viên Lãng thì không dám. Hắn vẫn nhớ rõ mấy năm trước. Bởi vì một cậu chủ của thế gia nào đó đắc tội với Vũ Lập Quốc, sau đó ông ta đã đem 10.000 binh lính đến quét sạch cả gia tộc. Vũ Lập Quốc này là một người thuộc trường phái ra tay độc ác. Hơn nữa, chức vụ ở chiến khu Nam Lĩnh cũng không hề thấp. Có thể nói chỉ đứng sau duy nhất chủ soái Hắc Long. Giang Bắc là một tỉnh thuộc quyền quản lý của chiến khu Nam Lĩnh. Vì vậy, Vũ Lập Quốc xuất hiện ở đây lúc này khiến Viên Lãng vô cùng hoảng loạn. Hừ. Vũ Lập Quốc lạnh lùng hừ một tiếng, hét lớn, Viên Lãng, nếu hôm nay cậu đã ở đây, vậy thì thay tôi chuyển lời cho nhà họ Viên, chuyện của nhà họ Quý ở Giang Bắc là ý của chủ soái Hắc Long,
nhà họ Quý đã làm vô số chuyện ác ở Giang Bắc rồi, chủ soái Hắc Long sớm đã không vừa mắt bọn họ. Bây giờ mới chỉ là mở đầu thôi, tới đây, chỉ cần là những gia tộc và người có liên quan đến nhà họ Quý đều sẽ bị thanh trừng sạch sẽ. Nhà họ Viên nếu như không muốn chuốc lấy rắc rối thì bây giờ hãy mau chóng rút khỏi Giang Bắc đi. Nói xong, Vũ Lập Quốc đứng dậy, lạnh lùng nhìn Viên Lãng đang quỳ dưới đất, sau đó xoay người rời đi. Lúc này, Viên Lãng quỳ dưới đất, mồ hôi nhễ nhại, không dám thở mạnh. Mãi cho đến khi Vũ Lập Quốc rời đi rất lâu, Viên Lãng mới run rẩy đứng lên khỏi mặt đất. Lúc này, cả người hắn đã ướt đẫm vì sợ hãi. Hắn không nói nhiều, lập tức gọi điện thoại cho nhà họ Viên, nói chuyện vừa rồi cho các vị trưởng lão. Nghe xong, các vị trưởng lão cũng hết sức tức giận, khiển trách một Vũ Lập Quốc nhỏ bé cũng dám nhúng tay vào chuyện nhà họ Viên à. Chúng ta sẽ liên lạc với chủ soái Hắc Long, hỏi xem ông ta rốt cuộc muốn làm gì. Ngay sau đó, nhà họ Viên đã liên hệ với chiến khu Nam Lĩnh, nhưng lại nhận được câu trả lời rất cứng rắn. Nếu như nhà họ Viên nhất quyết bám rễ ở Giang Bắc, chiến khu Nam Lĩnh sẽ ra tay đáp trả mạnh mẽ, tiêu diệt toàn bộ thế lực của nhà họ Viên ở Giang Bắc. Sau khi nhận được phản hồi này, nhà họ Viên đã ngay lập tức triệu hồi một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về chuyện liên quan đến Giang Bắc. Lúc này, bên trong nhà họ Viên, trong một phòng họp rộng lớn, nguy nga và chật kín chỗ ngồi, mấy chục nhân vật đại diện cho nhà họ Viên đang xì xầm bàn tán. Năm người ngồi ở phía trước là năm vị trưởng lão của nhà họ Viên, sắc mặt lạnh lùng và vô cùng nghiêm túc. Chỗ ngồi chính giữa trong phòng họp tạm thời bị bỏ trống, đó chính là vị trí của gia chủ nhà họ Viên. Chỉ là, mấy năm gần đây, gia chủ nhà họ Viên vẫn luôn bế quan, cũng không biết đang làm gì, không bao giờ hỏi chuyện nhà họ Viên, mọi việc đều do năm vị trưởng lão quyết định. Lúc này, trong phòng họp, vị trưởng lão đứng đầu có nước da ngăm đen, mắt hổ, mày rậm, lạnh lùng nói, vừa nhận được tin tức từ chiến khu Nam Lĩnh, chủ soái Hắc Long cố chấp muốn đối đầu với nhà họ Viên chúng ta, ý của ông ta rất rõ ràng, ông ta muốn thanh trừng toàn bộ thế lực đen tối ở Giang Bắc, nếu như nhà họ Viên chúng ta nhúng tay vào chuyện này rất có thể sẽ đắc tội với chủ soái Hắc Long, đắc tội với cả chiến khu Nam Lĩnh, mọi người nói xem, bây giờ nên làm thế nào. Lão ta vừa dứt lời, những người có mặt trong phòng họp liền bàn luận gay gắt. Đại trưởng lão, nhà họ Viên chúng ta không phải là một trong số 4 thế gia lớn của Hoa Quốc sao, từ trước đến nay chưa từng sợ vị chủ soái của chiến khu nào cả. Đúng vậy, chỉ là chủ soái của một chiến khu nhỏ bé thôi, tổ tiên của nhà họ Viên chúng ta đã đóng góp công lao xây dựng Hoa Quốc, là gia tộc truyền đời hàng nghìn năm. Không thể nói như vậy được, bây giờ tình hình ở Hoa Quốc đã thay đổi nhiều rồi, đặc biệt là thiên tử ngày nay, ông ấy có rất nhiều bất mãn với gia tộc chúng ta. Nếu như còn vướng phải mâu thuẫn với chủ soái của chiến khu này, sợ rằng sẽ khiến thiên tử tức giận, thậm chí gây ra phản ứng dây chuyền. Mấy vị trưởng lão nghe xong cũng lần lượt nhìn nhau, sau đó rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, đại trưởng lão vỗ bàn, nói, được rồi, nếu đã như vậy thì tôi sẽ ra quyết định. Bắt đầu từ hôm nay, nhà họ Viên rút khỏi Giang Bắc, quyết không gây xung đột với chủ soái Hắc Long. Ngay khi quyết định này được đưa ra, có không ít đại diện của nhà họ Viên phản đối. Đại trưởng lão, không thể được, chúng ta đã tốn bao nhiêu tâm sức ở Giang Bắc như vậy mà giờ chỉ vì chủ soái Hắc Long mà từ bỏ sao? Đúng vậy đó đại trưởng lão, thực sự không được, tôi đi nói chuyện với chủ soái Hắc Long, tôi không tin là trên đời này có người không hám tiền. Đúng đấy, đại trưởng lão, chúng ta mà từ bỏ Giang Bắc từ khác nào từ bỏ khoản đầu tư 50 tỷ đô la Mỹ. Sắc mặt đại trưởng lão tối sầm lại, nói, đủ rồi. Những thứ mấy người nói tôi đều biết, bây giờ gia chủ không ở đây, ai có thể là đối thủ với chủ soái Hắc Long được chứ? Sao nào, các người có thể khiêu chiến với chủ soái Hắc Long không? Chuyện này, đám người đó không nói nữa. Khiêu chiến với chủ soái Hắc Long khác nào tự tìm đường chết đâu. Cho dù nhà họ Viên có mạnh thế nào, bây giờ gia chủ không ra mặt. Bọn họ cũng không thể nào tranh đoạt với người của chiến khu được. Còn khoản đầu tư 50 tỷ đô la Mỹ, không có thì thôi, trưởng đại lão lạnh lùng nói. Ngay sau đó, cuộc họp giải tán. Viên Lãng cũng vừa nhận được thông báo của nhà họ Viên, rút khỏi Giang Bắc. Sau khi nghe thấy quyết định này, Viên Lãng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là nhà họ Viên đã từ bỏ Giang Bắc. Không thể tin được.
Uy lực của chủ soái Hắc Long này quả nhiên phi thường. Đêm đó, Viên Lãng rời tỉnh Giang Bắc, hoàn toàn bỏ rơi nhà họ Quý. Cùng lúc này, tại một phòng trà nào đó của tỉnh Giang Bắc. Lúc này, toàn bộ quán trà đều được binh lính vũ trang đặc biệt canh giữ, lính canh chặt đến mức ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được. Trong phòng trà, Tiêu Chính Văn ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên đang nhấp ngụm trà. Vua Bắc Lương, lần này tôi giúp cậu vì cậu đã cứu mạng tôi 3 năm trước. Bây giờ ân tình này đã trả rồi, hai chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa. Người đàn ông này có dáng người cao lớn và cứng cáp, ánh mắt sắc bén, tác phong đều mang theo sự uy nghiêm của một vị thống soái. Ông ta chính là chủ soái Hắc Long của chiến khu Nam Lĩnh ngày nay. Tiêu Chính Văn cười nhạt, đáp: Hắc Long, lâu rồi mới gặp mà vừa gặp đã như vậy là sao? Hắc Long cười lạnh, nói, giữa chúng ta chỉ có chuyện công thôi, mặc dù tôi không biết vì sao cậu lại muốn nhắm vào nhà họ Viên, nhưng bây giờ nhà bọn họ đã rút khỏi Giang Bắc, cậu cũng nên hài lòng rồi chứ. Tiêu Chính Văn nhún vai, lắc đầu nói, không hề, mục tiêu của tôi còn xa hơn việc khiến nhà họ Viên rút khỏi Giang Bắc nhiều. Nghe thấy vậy, Hắc Long cau mày, lạnh lùng nói, cậu muốn làm gì? Tiêu diệt nhà họ Viên, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, luồng sát khí lạnh lẽo ngút trời lập tức dâng trào. Chương 563, tin tức về ông nội. Tiêu diệt nhà họ Viên. Nghe thấy câu này, đến cả chủ soái Hắc Long của chiến khu Nam Lĩnh cũng khẽ run lên, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tiêu Chính Văn lấy tự tin ở đâu mà nói ra được câu này? Đó là một trong số 4 gia tộc lớn nhất ở Hoa Quốc. Cho dù là chủ soái của chiến khu cũng không thể dễ dàng nói ra câu tiêu diệt gia tộc này gia tộc kia được. Bởi vì đó là chuyện làm lung lay cả nền tảng quốc gia. 4 gia tộc lánh đời rất quan trọng đối với Hoa Quốc. Vô số lĩnh vực đều có bóng dáng của 4 gia tộc này. Cậu có chắc là cậu không đùa đấy chứ? Hắc Long có chút không tin hỏi. Tiêu Chính Văn thản nhiên cười, ông biết con người tôi mà, tôi có bao giờ nói đùa đâu. Nghe thấy vậy, sắc mặt Hắc Long sầm xuống, hỏi cậu và nhà họ Viên có hận thù gì? Hận sâu như biển máu, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên tia tức giận. Hắc Long lập tức nhìn thấy lửa giận trong mắt Tiêu Chính Văn, ông ta cau mày lại, nói tôi hiểu rồi. Nhưng với tư cách là một người bạn, tôi buộc phải khuyên cậu đừng có dễ dàng động thủ với nhà họ Viên, nhà họ Viên không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Tiêu Chính Văn cười nói, đương nhiên là tôi biết rồi, tuy nhiên tôi có thể nói cho ông biết một chuyện. Chuyện gì thế? Hắc Long hỏi. Ngày đó, thiên tử triệu tôi vào kinh, ông có biết ngài ấy nói gì với tôi không? Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Hắc Long cau mày, lắc đầu. Tiêu Chính Văn cười nói, thiên tử rất bất mãn với tứ đại gia tộc lánh đời. Nghe thấy câu này, sắc mặt Hắc Long nhanh chóng trở nên căng thẳng, nghiêm nghị nói, ý cậu là thiên tử chuẩn bị ra tay với tứ đại gia tộc rồi à? Tiêu Chính Văn nói, không rõ nữa, đây chỉ là suy đoán của tôi thôi. Hắc Long gật đầu. Sau đó nói, cho dù thế nào, bản thân cậu cũng phải cẩn thận. Cảm ơn ông đã quan tâm, Tiêu Chính Văn cười nói. Sau đó, Tiêu Chính Văn đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nhưng Hắc Long đột nhiên nói, đúng rồi, có một chuyện, tôi nghĩ là cậu có quyền được biết. Chuyện gì thế, Tiêu Chính Văn hỏi. Mấy ngày trước, tôi nhận được một số tin tức liên quan đến nhà họ Tiêu của cậu, Hắc Long cau mày trầm tư. Tin tức liên quan đến nhà họ Tiêu, Tiêu Chính Văn không hiểu. Chính xác hơn là liên quan đến Đại Nguyên Soái Thiên Long. Đại Nguyên Soái Thiên Long. Ông nội. Vẻ mặt Tiêu Chính Văn lập tức căng thẳng, anh lo lắng nhìn Hắc Long, nói, ông biết chuyện gì. Ánh mắt Hắc Long cũng nhanh chóng trở nên nghiêm túc, nói Tiêu Chính Văn, tôi nghe tin từ chỗ 4 vị các lão, năm đó Đại Nguyên Soái Thiên Long là ông nội của cậu, nhưng gần đây tôi hay tin. Ở một tổ chức lính đánh thuê nước ngoài từng xuất hiện tin tức liên quan đến Đại Nguyên Soái Thiên Long. Tổ chức lính đánh thuê ở nước ngoài, Tiêu Chính Văn cau mày hỏi. Hắc Long gật đầu, nghiêm túc nói, nếu như tin tức chính xác, năm đó ông nội của cậu không phải chết ở trong tù, mà đã bị chuyển ra ngoài và giam giữ trong một nhà tù tối tăm trên một hòn đảo bí ẩn. Theo lời đồn đại thì nhà tù đen này chính là nhà tù nghiêm ngặt nhất thế giới hiện nay. Những tù nhân ở đó đều là những kẻ độc ác nhất trên thế giới. Cho đến nay chưa có một tù nhân nào ra khỏi nhà tù đó được, nếu như cậu muốn biết thêm thông tin về ông nội mình, có thể đến nhà tù đó xem. Tuy nhiên, tôi phải nhắc nhở cậu,
nhà tù đen đó được bốn vị chủ soái canh giữ, không phải là cường giả cấp cao nhất nhưng cũng khó lòng mà vào được. Hơn nữa, nơi đó cách biệt với thế giới và không tuân thủ luật pháp quốc tế. Muốn vào đó, trừ khi có thực lực và tiềm lực tài chính cực mạnh, còn không thì rất khó vào. Nghe xong những lời này, vẻ mặt của Tiêu Chính Văn trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Cụ thể là ở đâu, Tiêu Chính Văn hỏi. Hắc Long liếc nhìn Tiêu Chính Văn, biết rằng mình có nói thêm gì cũng vô dụng, đành nói, vị trí sẽ được gửi tới điện thoại của cậu. Cảm ơn nhé, sau khi quay về sẽ mời ông uống rượu, Tiêu Chính Văn nói, sau đó xoay người rời đi. Khi về đến khách sạn, Tiêu Chính Văn lập tức gửi địa điểm của nhà tù đen cho Điện Thần Long, bảo bọn họ nhanh chóng xác định vị trí, đồng thời bắt đầu điều tra mọi thông tin liên quan đến nhà tù đen. Long Vương, anh thật sự muốn đến nhà tù đen sao? Lúc này Long Lân có chút lo lắng hỏi. Anh ta cũng đã từng nghe nói đến nhà tù đen này, nơi giam cầm những tên tội phạm tàn bạo nhất. Hơn nữa những người ở bên trong đều là cao thủ. Nghe nói cả những người lính canh gác cổng cũng có thực lực ở cấp độ chiến thần. Chưa kể, trong nhà tù đen đó còn có bốn vị chủ soái tôn kính đang trấn giữ. Nếu Long Vương một mình tới đó nhất định là rất nguy hiểm. Tiêu Chính Văn tràn đầy khí thế, nói tôi buộc phải đi. Nếu như ông nội còn sống, tôi nhất định phải cứu ông ấy. Tôi đi cùng anh, Long Lân nói, ngoài ra, tôi bảo Hội Long Ngao cùng qua. Không cần đâu, một mình tôi đi trước, nếu như gặp phải chuyện gì, mấy anh còn có thể ở lại trấn giữ Điện Thần Long, thay tôi hoàn thành những nhiệm vụ còn dang dở. Tiêu Chính Văn nghiêm nghị nói, anh đã có kế hoạch và dự định của riêng mình. Tuy nhiên, Long Lân còn muốn nói gì đó. Nhưng Tiêu Chính Văn đã ra hiệu cho anh ta lui ra. Nửa đêm, Tiêu Chính Văn ngồi trong phòng một mình, bắt đầu nghiên cứu nội dung trong những mảnh giấy cũ liên quan đến nhà họ Viên. Nghiên cứu suốt cả một đêm. Đến khi Tiêu Chính Văn phản ứng lại thì đã là buổi trưa ngày hôm sau. Sao thời gian trôi nhanh vậy? Tiêu Chính Văn nghi ngờ nhìn đồng hồ. Nội dung trong mảnh giấy cũ này anh đã học xong hết, đặc biệt là một số môn võ cổ điển và kỹ thuật y học cổ truyền. Xem ra, phải tìm cơ hội học hỏi từ ba vị thần y, xem kỹ thuật y học tiến bộ đến mức nào rồi. Tiêu Chính Văn tự độc thoại một mình, anh giơ tay lên, vài đạo kim sắc bén bay ra, trực tiếp đóng đinh mấy con muỗi cách anh mấy mét trên tường. Thị lực và kỹ thuật như vậy thực sự rất kinh người. Buổi chiều, Tiêu Chính Văn rời khỏi Giang Bắc, việc còn lại giao cho Thẩm Thiên Hà giải quyết. Bây giờ tỉnh Giang Bắc đã mất đi nhà họ Quý cũng đủ khiến cục bộ thay đổi mạnh mẽ rồi. Từ đó, Thẩm Thiên Hà hoàn toàn thay thế vị trí của nhà họ Quý, trở thành thế gia số một mới của tỉnh Giang Bắc. Về phía Tiêu Chính Văn, khi anh quay về Tu Hà lại nhận được một tin tức bất ngờ. Đó chính là công ty mới của Khương Vi Nhan bị một cậu chủ giàu có từ tỉnh khác tới nhắm vào. Đối phương cũng mới thành lập công ty ở Tu Hà, cạnh tranh với công ty của Khương Vi Nhan, cuối cùng trực tiếp dẫn người đến đập phá công ty và làm bị thương nhiều nhân viên. Sau khi nghe thấy tin này, Tiêu Chính Văn lập tức đến bệnh viện. Nhìn thấy Khương Vi Nhan đang nằm trên giường bệnh, trên trán dán băng gạc, sắc mặt Tiêu Chính Văn rất khó coi, anh bước qua đó, quan tâm hỏi, vợ à, em không sao chứ? Khương Vi Nhan nhìn thấy Tiêu Chính Văn quay về khẽ mỉm cười, nói em không sao. Tiêu Chính Văn vươn tay, bắt mạch cho Khương Vi Nhan, sau khi xác nhận cô quả thực không sao mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó sắc mặt sầm xuống hỏi, ai làm vậy? Khương Vi Nhan do dự, nói anh không cần quan tâm đâu, em tự mình giải quyết được. Sếp Khương, cô tự mình giải quyết như nào? Tên lâu kiệt đó đã dám mang người tới công ty chúng ta đập phá rồi, chúng ta còn nhịn đến bao giờ nữa? Lúc này, Tô Tĩnh xông vào, vẻ mặt rất khó chịu. Tiêu Chính Văn cau mày, quay đầu lại hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Tĩnh lập tức tức giận đáp, anh Tiêu. Tên lâu kiệt đó là tam thiếu gia của nhà họ Lâu ở tỉnh Vân Hải, công ty nhà bọn họ là một trong ba công ty có giá niêm yết lớn nhất ở Vân Hải, cộng với khối tài sản hơn 100 tỷ, muốn cưỡng ép mua lại công ty của chúng ta, sếp Khương không đồng ý, bên kia dùng nhiều âm mưu thủ đoạn để buộc chúng tôi đồng ý với các điều khoản mua lại của bọn họ. Hơn nữa, lâu kiệt đó còn yêu cầu quá đáng, muốn sếp Khương đi ăn cùng với anh ta một bữa, Tô Tĩnh tức giận nói. Chương 564, nhớ kỹ tên của tao. Nghe thấy Tô Tĩnh nói như vậy, sắc mặt Tiêu Chính Văn nhanh chóng tối sầm lại, toàn thân tỏa ra luồng sát khí ớn lạnh.
Khương Vi Nhan nhanh chóng chừng mắt nhìn Tô Tĩnh, sau đó giải thích với Tiêu Chính Văn, không có đâu, chồng à, chuyện không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là bọn họ, Khương Vi Nhan không biết nên giải thích như thế nào. Tiêu Chính Văn xoa đầu cô, cười an ủi, được rồi, em ở bệnh viện nghỉ ngơi thật tốt, mọi chuyện để anh xử lý. Nói xong, Tiêu Chính Văn rời khỏi bệnh viện. Anh đến công ty xem trước, quả nhiên đã bị người ta tới đập phá. Tại hiện trường, vẫn còn nhiều vết máu của nhân viên vẫn chưa kịp lau dọn. Tiêu Chính Văn trầm mặc, sắc mặt càng lúc càng khó coi, Lâu Kiệt, tập đoàn Lâu Thị Vân Hải. Được lắm. Dám thò chân vào Tu Hà, lại còn động tay với Khương Vi Nhan thì đừng trách tôi nhẫn tâm. Trước khi lên đường đến nhà tù đen, Tiêu Chính Văn buộc phải giúp Khương Vi Nhan tiêu diệt mọi kẻ thù, như vậy anh mới yên tâm rời đi được. Nghĩ vậy, Tiêu Chính Văn tới thẳng công ty mới thành lập của Lâu Kiệt ở Tu Hà. Lúc này, trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Lâu Thị, một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai ngồi trên ghế sofa, vui vẻ nhâm nhi ly rượu vang, hỏi trợ lý trước mặt công ty của Khương Vi Nhan xử lý thế nào rồi. Trợ lý vội vàng trả lời, xếp Lâu, theo lời căn dặn của anh, chúng ta đã cho người đến công ty cô ta đập phá, đến cả cô ta cũng bị đánh phải vào viện rồi. Gì cơ? Lâu Kiệt nghe xong lập tức đứng bật dậy tát vào mặt trợ lý, sau đó hét lớn, không phải đã nói với các người. Phải cẩn thận, thật cẩn thận, cô ấy là người phụ nữ mà Lâu Kiệt tôi thích. Sao rồi, có chuyện gì lớn không? Trợ lý đó che mặt, vội vàng cúi đầu xin lỗi nói, xếp Lâu, xin lỗi, do chúng tôi sơ suất. Khương Vi Nhan không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ bị va vào trán, chảy xước chút ra thôi. Nghe thấy câu này, Lâu Kiệt sa sầm mặt mày, nói cậu mau cầu nguyện cô ấy không có mệnh hệ gì đi, nếu như trên trán để lại sẹo, cậu tự mình nhảy xuống sông cho tôi. Trợ lý lau mồ hôi trên mặt, sau đó nói, đúng rồi, xếp Khương, nghe nói chồng của Khương Vi Nhan đó quay về rồi. Là tên Tiêu Chính Văn mặt dày ăn bám đó hả? Hắn về thì sao chứ? Cũng chỉ là một con chó hoang thôi mà muốn gây rắc rối cho tôi à? Lâu Kiệt cười chế nhạo, ánh mắt đầy khinh thường và giễu cợt. Trợ lý vội vàng cười nịnh nọt, nói, đó là điều đương nhiên, một tên rác rưởi làm sao so sánh với xếp Lâu của chúng ta được. Tuy nhiên, tôi nghe nói tên Tiêu Chính Văn đó là lính xuất ngũ, có chút thực lực, tôi lo rằng hắn sẽ xông vào công ty chúng ta, trò cười. Chỉ là một tên lính xuất ngũ mà thôi. Hắn dám xông vào công ty tôi đánh gãy chân hắn. Lâu Kiệt cười lạnh. Vừa hay 10 phút trước đó, Tiêu Chính Văn đã đến trước cửa chi nhánh công ty mới của tập đoàn Lâu Thị. Anh bước xuống xe, trên người tỏa ra luồng sát khí ớn lạnh, lập tức lao tới cửa lớn của công ty. Khi hai tên bảo vệ thấy có người dám xông vào công ty, bọn họ lập tức rút cây gậy chống bạo động trên eo ra, xông lên với vẻ mặt hung dữ, đẩy Tiêu Chính Văn một cách thô bạo, hét lớn. Làm gì vậy? Có hẹn trước không? Nếu không thì cút ngay. Nếu không chúng tôi đánh gãy chân anh đấy. Tiêu Chính Văn cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai nhân viên bảo vệ trước mặt, châm chọc nói, đúng là người một nhà, ngay cả nhân viên bảo vệ cũng ngạo mạn như vậy. Ái chà, thằng nhãi, nói gì đấy? Mày cũng không chống mắt lên xem chỗ này là chỗ nào. Nhân viên bảo vệ cực kỳ kiêu ngạo, giơ ngón tay cái ra chỉ vào công ty phía sau, nói. Nhìn cho rõ đi, đây là chi nhánh công ty của tập đoàn Lâu Thị, một thằng nhãi như mày mà cũng đòi vào à, còn không tự xem lại bản thân xem mình đang ở đẳng cấp nào đi. Tiêu Chính Văn cũng lười dây dưa với bọn họ, lạnh lùng nói, bảo Lâu Kiệt cút ra đây gặp tôi. Gì cơ, mẹ nó chứ, thằng nhãi này, mày muốn chết à? Xếp Lâu của chúng tao là người mà mày nói gặp là gặp à? Tao khuyên mày, mau chóng cút đi, nếu không... Chúng tao đánh cho lại Bảo Hiền. Hai nhân viên bảo vệ đầy vẻ kiêu ngạo, vùng gậy chống bạo động trong tay, đập vào đầu Tiêu Chính Văn. Bộp. Tuy nhiên, lần này, gậy chống bạo động không đập được xuống mà bị Tiêu Chính Văn giữ lại trong tay. Không nói lý lẽ, thái độ kiêu ngạo, hành động man dợ, nếu là người bình thường có thể đã bị các người đánh cho tổn thương, thậm chí là tàn phế. Tiêu Chính Văn tức giận gầm lên, dùng lực cướp lấy gậy bạo động trong tay nhân viên bảo vệ. Đập nát nó ra sau đó vất mạnh xuống đất. Cảnh tượng này hoàn toàn khiến hai nhân viên bảo vệ hoảng sợ. Đây là gậy chống bạo động bằng thép. Đối phương lại có thể dùng tay đập nát. Chuyện này thật quá đáng sợ. Ngay lập tức, hai nhân viên bảo vệ hoảng sợ,
vội vàng lùi về sau mấy bước, cảnh cáo, mày muốn làm gì? Ở đây là, bụp. Trước khi nhân viên bảo vệ kịp nói xong, Tiêu Chính Văn đã giơ một cú đấm, giáng thẳng vào ngực và bụng của gã đó. Bụp, một tiếng, nhân viên bảo vệ bị đánh bay ra ngoài, đập vỡ cửa kính phía sau rồi rơi xuống, gã ôm ngực, phun ra hai ngụm máu sau đó bất tỉnh. Nhân viên bảo vệ còn lại nhìn thấy cảnh này thì sợ đến mức lập tức quỳ xuống van xin, ông nội, xin tha mạng, tôi chỉ là một bảo vệ, ở nhà còn có mẹ già con thơ, cầu xin anh tha cho tôi một lần. Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn gã, nói, Lâu Kiệt ở đâu? Bảo vệ đó vội vàng nói, ở trong văn phòng tổng giám đốc. Sau đó, Tiêu Chính Văn bước tới, mặc dù bị một đám người ngăn cản nhưng anh vẫn lao thẳng vào thang máy, đi tới văn phòng tổng giám đốc. Lúc này, trong văn phòng làm việc, Lâu Kiệt vừa nói dứt câu, trò cười. Chỉ là một tên lính xuất ngũ mà thôi. Hắn dám xông vào công ty tôi đánh gãy chân hắn. Bụp! Tiếng động lớn vang dội khắp văn phòng, lập tức khiến Lâu Kiệt và trợ lý chết sững tại chỗ, kinh hãi nhìn chằm chằm vào cánh cửa vỡ tan tành và người vừa từ ngoài xông vào, trên người đằng đằng sát khí. Mày là ai? Ai cho phép mày xông vào đây? Mau cút ra ngoài. Trợ lý lập tức đứng lên, giơ ngón tay chỉ vào mặt Tiêu Chính Văn, tức giận mắng. Tuy nhiên, rắc, một tiếng, Tiêu Chính Văn tới trước mặt hắn, duỗi tay bẻ gãy ngón tay của hắn. Ngón tay của tôi. Trợ lý đang nắm chặt ngón tay bị bẻ gãy 90 độ của mình, quỳ trên mặt đất, khuôn mặt đỏ bừng, đau đớn hét lên. Sau đó, Tiêu Chính Văn bước tới chỗ Lâu Kiệt, lúc này hắn vẫn đang ngồi trên sofa, lạnh lùng hỏi, mày là Lâu Kiệt. Lâu Kiệt lúc này mới phản ứng lại, hắn cau mày, lạnh lùng nói, mẹ nhà mày là ai thế? Ai cho mày xông vào đây, còn đánh người của tao bị thương, mày muốn chết à? Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn đã di chuyển, trực tiếp túm lấy cổ Lâu Kiệt, nhấc hắn lên khỏi sofa, lạnh lùng nói, nhớ kỹ tên của tao, tao là Tiêu Chính Văn, là chồng của Khương Vi Nhan. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 565, 3 ngày sau, tiêu diệt nhà họ Khương. Nghe thấy câu này, Lâu Kiệt vô cùng tức giận, chồng của Khương Vi Nhan, Tiêu Chính Văn, không phải chỉ là một tên rác rưởi thôi sao? Hắn lại dám xông vào công ty của mình, đánh trợ lý của mình bị thương, thậm chí bây giờ còn bóp cổ mình, khiến mình cảm thấy khó thở như vậy. Lâu Kiệt đỏ bừng mặt mũi vì đau đớn, hắn liên tục đập vào cánh tay Tiêu Chính Văn, hét lên, mày bỏ ra, mày làm như vậy là giết người. Tao là tam thiếu gia của nhà họ Lâu ở Vân Hải, nếu như tao xảy ra chuyện gì, thì một cái nhà họ Khương nhỏ bé ở Tu Hà không gánh vác nổi đâu. Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn cau mày, lập tức giơ tay ném Lâu Kiệt ra ngoài. Phịch một tiếng, Lâu Kiệt ngã xuống đất, hai tay ôm chặt cổ, ho sặc sụa một cách dữ dội và hét lớn, mày đúng là muốn chết mà, tao là Lâu Kiệt đấy, từ nhỏ đến lớn, chưa ai dám đối xử với tao như vậy đâu. Mày là kẻ đầu tiên, tao nhất định sẽ không tha cho mày. Lâu Kiệt gầm lên, từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn đã giơ chân, đá thẳng vào ngực của Lâu Kiệt một cái, khiến hắn lại bay ra ngoài, xô ngã bàn trà và ghế sofa trong phòng. Cú đá mạnh này khiến Lâu Kiệt ngã rầm xuống đất, hai tay ôm chặt lấy ngực, liên tục gào khóc dữ dội. Còn Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâu Kiệt đang gào lên vì đau đớn, cảnh cáo, vậy à, vậy thì tao muốn xem, nhà họ Lâu ở Vân Hải định không tha cho tao như thế nào. Mày, kiêu ngạo! Nhà họ Lâu tao là một trong số 3 thế gia lớn ở Vân Hải, tập đoàn Lâu Thị là một trong số 3 tập đoàn lớn nhất ở Vân Hải, tài sản hơn 100 tỷ. Còn mày chỉ là thằng ở rể của một gia tộc nhỏ bé cũng dám đối xử với tao như vậy, lại còn ăn nói ngông cuồng. Mày muốn chết đúng không? Lâu Kiệt phẫn nộ, khuôn mặt u ám gầm rú lên. Tuy nhiên, cơn đau ở thắt lưng khiến hắn không thể đứng vững và chỉ có thể ngồi bệt xuống đất. Tài sản 100 tỷ thì hay ho lắm à? Tiêu Chính Văn kéo một chiếc ghế tới, bình thản ngồi đối diện Lâu Kiệt, hai tay chống vào đầu gối, cúi người về phía trước, rút con dao găm 5 cạnh sắc bén ra khỏi eo, tiện tay đùa nghịch. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn lạnh lùng rút con dao găm ra, Lâu Kiệt sợ tới mức mông không ngừng nhích về phía sau, kinh hãi nhìn anh, hỏi, mày rốt cuộc muốn làm gì? Không làm gì cả. Tiêu Chính Văn cười một cách sửng dưng. Khóe miệng khẽ nhếch lên một tia lạnh lẽo,
nói, thứ nhất, đến bệnh viện xin lỗi vợ tao, sau đó bồi thường gấp đôi cho những công nhân mà mày đánh bị thương và cả tổn thất mày gây ra cho công ty nữa. Thứ hai, rời khỏi Thu Hà, nếu như để tao nhìn thấy mày, tao sẽ lập tức lấy mạng mày. Khi anh nói xong hai điều kiện, Lâu Kiệt nhanh chóng nhíu mày, lạnh lùng nói, không thể được. Thu Hà là bước quan trọng để nhà họ Lâu tao phát triển ở Đông Nguyên, nhà họ Lâu tao sẽ không rời khỏi đây. Ngoài ra, tao cũng sẽ không đến bệnh viện xin lỗi vợ mày, một con ả nhà họ Khương thôi mà, có tư cách gì khiến tao phải xin lỗi chứ? Ồ, xem ra, mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng. Nụ cười này lọt vào trong mắt Lâu Kiệt, khiến hắn bất chợt run lên. Ánh mắt này giống như ánh mắt của thần chết, vô cùng đáng sợ. Lâu Kiệt cảm nhận được sát khí đằng đằng toát ra từ người anh. Mày, mày muốn làm gì? Lâu Kiệt sợ hãi hỏi. Giây tiếp theo. Xoẹt. Một ánh sáng màu bạc lóe lên trước mắt Lâu Kiệt. Ngay sau đó, hắn cúi đầu liền nhìn thấy đầu gối bên phải của mình đã bị dao găm đâm thủng, máu phun ra như mưa. Ngay sau đó, cơn đau dữ dội lập tức xâm chiếm cơ thể Lâu Kiệt. Chân của tao, chân của tao. Thằng chó đáng chết, Lâu Kiệt ôm chặt cái chân đầy máu của mình và ngã xuống đất, liên tục lăn lộn và la hét. Sau khi hắn kêu một lúc, Tiêu Chính Văn mới tiếp tục hỏi, Tam thiếu gia Lâu, ý kiến của tôi, bây giờ anh cảm thấy thế nào? Sắc mặt Lâu Kiệt u ám, hận không thể nuốt chửng Tiêu Chính Văn ngay lập tức. Lâu Kiệt ở Vân Hải cũng là một trong số 4 thiếu gia lớn, hô mưa gọi gió, bao nhiêu người nhìn thấy cũng đều phải cung kính cúi mình. Nhưng một thằng ở rể ở Tu Hà nhỏ bé lại dám dùng dao đâm vào chân phải của hắn. Đây là một sự xấu hổ vô cùng lớn. Là một sự khiêu khích. Là một sự khiêu khích đối với nhà họ Lâu. Vì vậy, Lâu Kiệt lập tức hét ầm lên, nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nhà họ Lâu chúng tao từ trước tới nay chưa từng chịu thua bất kỳ ai. Vậy à, vậy thì xem ra thiếu gia Lâu là người có nhiều máu đấy, nhưng mà không biết, anh có thể kiên trì đến lúc nào. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, sau đó con dao găm sắc bén lại xoẹt qua trước mặt Lâu Kiệt. Xoẹt. Lúc này, con dao năm cạnh sắc nhọn đâm mạnh vào đầu gối trái của Lâu Kiệt. Lâu Kiệt lập tức hét lên, hai mắt mở to, ôm lấy đầu gối đầy máu của mình. Toàn thân bắt đầu run rẩy. Cơn đau dữ dội khiến hắn không còn dám kiêu ngạo như trước nữa. Hắn sợ hãi nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, không ngừng hít sâu vài hơi. Thấy Tiêu Chính Văn lại sắp ra tay, hắn vội vàng hét lớn, đừng mà, đừng mà, tôi đồng ý mọi yêu cầu của anh, tôi sẽ đi xin lỗi, tôi sẽ bồi thường gấp đôi, lập tức rời khỏi Thu Hà, cầu xin anh tha cho tôi, ồ, Tam thiếu gia Lâu à, sao đột nhiên anh lại thay đổi thế? Không phải nói, nhà họ Lâu anh là một trong số 3 thế gia lớn ở Tu Hà, còn nói sẽ giết chết tôi cơ mà. Tiêu Chính Văn cười nói. Lâu Kiệt lập tức tự tát vào miệng mình, nặn ra một nụ cười nịnh bợ, nói tôi đáng chết, vừa nãy là do tôi hồ đồ, xin anh Tiêu đừng để ý, anh cứ coi những lời vừa rồi như gió thoảng qua tai, mong anh tha mạng cho tôi. Tiêu Chính Văn cười lạnh một tiếng, sau đó nói, nếu đã như vậy thì lúc đầu còn cứng miệng làm gì? Lâu Kiệt. Đây là một lời cảnh cáo của tôi, cũng là một lời cảnh cáo cho nhà họ Lâu ở Vân Hải, nếu như anh vẫn không phục, còn muốn tới báo thù, Tiêu Chính Văn tôi vẫn luôn ở đây đợi các người. Nói xong, Tiêu Chính Văn đứng dậy, rời khỏi văn phòng. Mãi cho đến khi Tiêu Chính Văn rời đi, tên trợ lý ngã trên đất vừa nãy mới dám chạy tới, vội vàng gọi xe cấp cứu, sau đó nhìn Lâu Kiệt đang nằm trên vũng máu, hoảng sợ hét lớn, xếp Lâu, chuyện này, sắc mặt Lâu Kiệt vô cùng u ám, lúc này hắn đã tức điên người. Tiêu Chính Văn, mày giỏi lắm. Tao sẽ không tha cho mày đâu. Hôm đó, Lâu Kiệt đến bệnh viện để xử lý vết thương, sau đó hắn ngồi xe lăn đến bệnh viện của Khương Vi Nhan. Mặc dù không muốn, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chính Văn ngồi bên cạnh Khương Vi Nhan, hắn cố gắng kìm nén cơn tức giận, cúi đầu nói với cô, Tổng Giám Đốc Khương, xin lỗi, chuyện trước đây là do tôi sai. Tôi đến để xin lỗi và bồi thường mọi thiệt hại cho công ty của cô. Khương Vi Nhan ngạc nhiên nhìn Lâu Kiệt đang ngồi trên xe lăn trước mặt, trong mắt cô thoáng hiện lên sự bối rối, vội vàng hỏi Tổng Giám Đốc Lâu, anh không sao chứ? Lâu Kiệt cười nhạt, trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn đầy oán hận, sau đó bảo người đẩy mình rời đi. Sau khi ra khỏi viện, Lâu Kiệt nói với trợ lý, về Vân Hải,
điều động 3 cao thủ, 3 ngày sau, tôi muốn tiêu diệt nhà họ Khương. Chương 566, chuyện chiến sự. Sau khi Lâu Kiệt rời đi, Khương Vi Nhan đầy nghi hoặc nhìn Tiêu Chính Văn ngồi bên cạnh, cô khẽ nhíu mày, hỏi chồng, có phải anh làm gì anh ta rồi không? Vừa nãy tên Lâu Kiệt này phải ngồi xe lăn. Nếu nói Tiêu Chính Văn không làm gì anh ta thì Khương Vi Nhan không thể tin được. Tiêu Chính Văn cười nhạt một tiếng, nói, không làm gì cả, chỉ là dạy dỗ cho anh ta một chút thôi. Dạy dỗ? Khương Vi Nhan ngây người. Không giống anh đến đấy nói lý lẽ chút nào, ngược lại là dùng nắm đấm nói chuyện thì đúng hơn. Nhìn thấy nụ cười xảo trá trên khuôn mặt Tiêu Chính Văn, Khương Vi Nhan không tiếp tục chất vấn nữa. Hai ngày tiếp theo, Tiêu Chính Văn ở cùng Khương Vi Nhan trong bệnh viện, sau đó lại đưa Nana đến trường, di chuyển giữa ba địa điểm, cũng gọi là nhàn nhã. Công ty cũng đang đẩy nhanh tiến độ sửa chữa. Chiều nay, Tiêu Chính Văn rời khỏi bệnh viện, đang định đi chợ mua chút đồ, nhưng đột nhiên một chiếc xe Jeep quân đội màu xanh lá cây xuất hiện trước mặt anh. Một trung soái nhảy từ trên xe xuống, cung kính nói với Tiêu Chính Văn, chủ soái Tiêu, chào anh, tôi nhận lệnh của chủ soái chiến khu Đông Nguyên từ Kiêu Long mời anh đến tổng bộ chiến khu một chuyến, có chuyện cần bàn bạc. Từ Kiêu Long, Tiêu Chính Văn nhíu mày, nhìn trung tướng trước mặt, sau đó ngồi lên xe. Chẳng bao lâu, xe Jeep đã đến sân bay quân sự của Tu Hà. Trước khi lên máy bay, Tiêu Chính Văn đã gọi điện cho Khương Vi Nhan, bịa đại một lý do, nói rằng tạm thời có chuyện, nên rời đi khoảng nửa ngày. Sau đó, anh lên trực thăng, đến thẳng tổng bộ chiến khu Đông Nguyên. Khoảng một tiếng sau, trực thăng dừng lại ở sân bay của tổng bộ chiến khu Đông Nguyên. Tiêu Chính Văn bước xuống máy bay, đi theo trung úy vào tòa nhà trụ sở chính. Phía bên trong tòa nhà đều là bóng dáng của binh lính mặc quân phục đang bận rộn làm việc. Nét mặt vô cùng gấp gáp, như thể sắp xảy ra chiến tranh đến nơi. Sau khi đẩy cửa phòng chỉ huy tác chiến vào, trung úy cung kính nói, chủ soái Tiêu, mời anh. Tiêu Chính Văn lập tức bước vào, nhìn thấy một bóng người đang đứng chắp tay sau lưng, phía trước là một bức tường màn hình điện tử. Người này mặc quân phục, trên vai mang theo 4 huân chương vàng chói lóa của Hoa Quốc, toàn thân toát ra khí thế ngút trời, giống như một thanh kiếm cao quý trong nhân gian. Chỉ nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ và luồng khí tức mãnh liệt khiến người khác không khỏi run sợ. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn lại không có cảm giác gì, anh bước vào, ngồi xuống một bên, nhướng mày hỏi, từ Kiêu Long, ông tìm tôi tới làm gì, nếu như mời tới ăn cơm thì không cần thiết đâu, tôi còn có việc. Từ Kiêu Long lúc này mới xoay người lại, giữa hai hàng lông mày hiện lên một chút bất lực. Nói, sao thế, từ Kiêu Long tôi mời chủ soái Bắc Lương cậu ăn cơm mà cậu cũng không chịu à? Câu này mang hàm ý trêu đùa. Tiêu Chính Văn đặt hai tay sau đầu, thản nhiên liếc mắt một cái, nói, được rồi, có chuyện gì thì cứ nói, ông tìm tôi tới làm gì? Từ Kiêu Long lúc này mới thu lại ánh mắt trêu đùa, nghiêm túc nhìn Tiêu Chính Văn, nói, vì vấn đề của đảo Ngọa Long, 6 nước phương Tây đã ngang nhiên chỉ trích Hoa Quốc chúng ta tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc. Còn muốn can thiệp vào công việc nội bộ của chúng ta. Còn đưa ra tuyên bố rằng sẽ trừng phạt Hoa Quốc, sự việc này mới được Long Các thông báo, ý của 4 vị các lão và thiên tử rất rõ ràng, đảo Ngọa Long là lãnh thổ của Hoa Quốc chúng ta, không bao giờ chấp nhận lời buộc tội thô lỗ và sự can thiệp ngạo mạn của 6 nước phương Tây. Nghe thấy câu này, Tiêu Chính Văn nhíu mày, nói, không phải lũ sói phương Tây vẫn luôn nhắm vào Hoa Quốc của chúng ta sao? Kết quả thì sao? Nếu như bọn chúng dám trừng phạt, các ông phản ngược lại là được rồi. Tuy nhiên, sắc mặt Từ Kiêu Long sầm xuống, nói, lần này không như vậy, 6 nước phương Tây chơi thật rồi, bọn chúng liên hợp lại điều động 3 nhóm tác chiến tàu sân bay, vẫn đang luẩn quẩn quanh biển Nam Tự và biển Đông Sa của chúng ta, còn thực hiện 3 lần diễn tập ném bom, mục đích rất rõ ràng, muốn dùng vũ lực để uy hiếp chúng ta. Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn ngồi thẳng người. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử cực lớn, lạnh lùng hỏi, Long Các có chính sách gì không? Nước sông không phạm nước giếng, nhưng nếu như 6 nước phương Tây cứ muốn dùng vũ lực khiêu chiến với chúng ta cũng quyết chiến đến cùng, Từ Kiêu Long tức giận nói. Tiêu Chính Văn cau mày, nhìn lướt qua biểu đồ bố trí binh lực, trầm giọng hỏi, nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Từ Kiêu Long thở dài, nói, 40%. 40%. Tiêu Chính Văn im lặng, một tia lạnh lẽo hiện lên trong mắt anh. Sau đó, anh hỏi tiếp, tổng chỉ huy lần này là ai?
Battle, vị tướng 5 sao của Mễ Quốc, đã tham gia vào hàng chục cuộc chiến lớn nhỏ, uy danh của ông ta ở Mễ Quốc rất lớn. Từ Kiêu Long trầm giọng nói, hơn nữa, người này thuộc phe hiếu chiến, màn diễn tập mấy ngày nay đều là do một tay ông ta lên kế hoạch. Tiêu Chính Văn gật đầu, sau đó nhìn Từ Kiêu Long, hỏi, vậy ông tìm tôi tới làm gì? Từ Kiêu Long mỉm cười, vỗ vào vai Tiêu Chính Văn, nói, đương nhiên là tìm cậu giúp đỡ rồi. Ông muốn tôi làm gì? Tiêu Chính Văn hỏi. Từ Kiêu Long nói, tôi muốn cậu giúp đỡ răn đe Battle, khiến ông ta chủ động rút quân. Tiêu Chính Văn nhún vai, nói, xin lỗi, tôi đã không còn là chủ soái Bắc Lương nữa rồi, không chức không quyền, chuyện này, e là tôi cũng lực bất tòng tâm. Từ Kiêu Long mỉm cười, lấy ra một lá thư mật, đưa cho Tiêu Chính Văn, nói, xem đi. Tiêu Chính Văn cau mày, cầm lấy bức thư, liếc nhìn một cái, sau đó nói, bảo tôi phụ trách chức vụ tổng chỉ huy cho cuộc chiến này. Đúng vậy, đây là ý của Long Các, cũng là ý của Thiên Tử. Từ Kiêu Long hất tay nói trắng ra thì Tiêu Chính Văn cậu không chạy thoát được đâu. Tiêu Chính Văn cười nói, tôi luôn hết lòng vì Hoa Quốc, nếu như quốc gia cần tôi đương nhiên sẽ không thoái thác, chỉ là lần này, tôi không thích hợp làm tổng tư chỉ huy. Nói xong, Tiêu Chính Văn đặt bức thư lên bàn, xoay người rời đi. Từ Kiêu Long nhìn bóng lưng Tiêu Chính Văn, hỏi cậu đi đâu vậy? Đương nhiên là đi tìm vị tướng quân 5 sao Battle đó rồi, trò chuyện một chút về cuộc sống và lý tưởng. Tiêu Chính Văn bình thản nói, sau đó rời khỏi tòa nhà. Từ Kiêu Long nhìn bóng lưng anh rời đi, lắc đầu cười bất lực. Sau đó ông ta gọi cho Long Các, nói thủ trưởng Giang, Tiêu Chính Văn đã đồng ý đi rồi, nhưng mà cậu ấy từ bỏ vị trí tổng chỉ huy. Tôi biết rồi, Giang Vạn Long nói, sau đó cúp máy. Trong Long Các, Tần Hán Quốc nhìn Giang Vạn Long, gấp gáp hỏi, sao rồi, thằng nhãi đó nói gì? Giang Vạn Long thở dài một hơi, nói Tiêu Chính Văn đồng ý rồi, nhưng nó không nhận chức tổng chỉ huy. Hả, cái thằng nhóc này, lẽ nào không hiểu sao? Tần Hán Quốc tức giận nói, sau đó lấy điện thoại ra gọi, nói, không được, tôi phải đích thân gọi điện cho nó, đây là cơ hội tốt để nó trở lại chiến khu. Giang Vạn Long nói, được rồi, không cần đâu. Tính khí của thằng nhóc này như nào không phải chúng ta không biết, nó đâu có ngốc, chuyện nó không muốn làm thì đừng hòng ai cưỡng ép được nó, chuyện này cứ thuận theo ý nó đi, còn chức tổng chỉ huy để Từ Kiêu Long đảm nhiệm. Chuyện này, hai, Tân Hán Quốc bất lực lắc đầu. Lúc này, khi Tiêu Chính Văn rời chiến khu Đông Nguyên, anh được trực thăng trở đến sân bay quân sự gần bờ biển nhất, sau đó anh ngồi xe quân sự đến cảng rồi lên một chiếc tàu tuần tra. Chương 567, một mình là đủ. Cuộc gặp mặt với Battle được sắp xếp tại một đảo nhỏ trên biển. Xung quanh có rất nhiều tàu tuần tra. Tiêu Chính Văn lên đảo, nhìn cảnh vật xung quanh trước rồi mới tiến vào phòng đàm phán. Đây là căn phòng đàm phán được dựng tạm thời, trong ngoài căn phòng đều là binh lính hai bên, chấp hành nhiệm vụ bảo vệ. Phòng đàm phán không lớn lắm, cũng chứa được chừng 2 đến 30 người. Tiêu Chính Văn dẫn theo 4 binh lính đi vào thì thấy 3 vị tướng quân 2 sao, 3 sao của Mễ Quốc đã ngồi ở đối diện, còn vị trí chủ trì thì lại để trống. Tiêu Chính Văn cau mày, trong lòng hơi khó chịu nhưng anh cũng không nói gì, ngồi thẳng vào chỗ chủ trì ở bên đối diện. Sau chừng 10 phút, một binh lính bên phía Tiêu Chính Văn hạ giọng nói, thưa chủ soái, đã 10 phút trôi qua rồi, chúng ta có cần đợi tiếp không? Tiêu Chính Văn nhăn mặt đứng lên, ra vẻ muốn rời đi. Người đàm phán mà Hoa Quốc phái tới lại vô lễ thế này hả? Sao vậy, muốn đi à, không coi Mễ Quốc chúng tôi ra gì sao? Đột nhiên, một tên tướng quân 2 sao ở đối diện lạnh lùng lên tiếng. Dứt lời, Tiêu Chính Văn nhíu mày, xoay người và chắp tay sau lưng, mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm đối phương, nói, vô lễ. Vậy xin hỏi, tướng quân Battle thì sao? Đã đồng ý là sẽ đàm phán lúc 3 rưỡi, giờ đã 15 phút trôi qua rồi. Mấy người giải thích thế nào đây? Ha ha! Tên tướng quân da trắng 2 sao đó cười giễu cợt, nói, người đàm phán nhỏ nhoi như cậu có đủ tư cách gặp tướng quân Battle sao? Battle là tướng quân 5 sao của Mễ Quốc, cho dù chủ soái chiến khu gì đó của Hoa Quốc mấy người có gặp ông ấy thì cũng phải cúi đầu bắt tay. Vớ vẩn, chủ soái Hoa Quốc chúng tôi trước giờ chưa hề khuất phục trước bất kỳ ai. Mẹ kiếp, tôi biết mấy tên này không chịu yên phận mà. Còn cố ý sỉ nhục chúng ta đấy. Không đàm phán nữa,
cùng lắm là đánh một trận, tôi ngứa mắt với bọn chúng lâu rồi. Mấy binh lính sau lưng Tiêu Chính Văn chợt nổi giận. Mùi thuốc súng nồng nặc bao trùm căn phòng. Ba tên tướng quân ở đối diện cười khẩy, nói, vậy các người từ đâu tới thì cút về chỗ đó đi. Thực sự cho rằng chúng tôi muốn đàm phán với các người lắm hay sao? Anh, có lý nào lại như vậy? Chủ soái, chúng ta phải làm sao đây? Sắc mặt Tiêu Chính Văn u ám, nhìn chòng chọc ba tên tướng quân Mễ Quốc vô cùng kiêu ngạo ở đối diện, anh bỗng cười nhạt, lên tiếng, nói như vậy là mấy người muốn bắt đầu cuộc chiến đúng không? Ha ha ha, sao nào, sợ rồi à? Nếu sợ thì mau bảo chủ soái của các người đến đây đàm phán với chúng tôi. Tướng quân da trắng hai sao đó nở nụ cười đầy vẻ giễu cợt, giữa hàng lông mày cũng hiện lên vẻ vô cùng kiêu ngạo. Tướng quân Battle đã nói chúng tôi phải chiếm được đảo Ngọa Long này, do đó, nếu mấy người muốn tránh chiến tranh thì quay về chuẩn bị kỹ văn kiện đi, hãy nhường đảo Ngọa Long cho chúng tôi. Nghe những lời ngạo mạn này, sát khí lạnh thấu xương giữa hàng lông mày của Tiêu Chính Văn càng lúc càng mãnh liệt. Anh cười khẩy đáp, xem ra, các người không biết gì về Hoa Quốc và binh lính Hoa Quốc rồi. Nghe những lời này, đám người ở phía đối diện đều sững sờ. Sau đó, trong tầm mắt họ, khí thế trên người Tiêu Chính Văn chợt bùng phát mạnh mẽ, đè ép khiến bọn họ thở không được. Khí thế thật đáng sợ. Tên này, cậu muốn làm gì? Tên tướng quân da trắng hai sao đó hoảng loạn, vài tên lính ở phía sau đã giơ súng nhắm vào đám người Tiêu Chính Văn, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc xéo đối phương, nói, nếu mấy người đã không có ý tốt đàm phán thì quay về báo cho Battle rằng cuộc chiến này, mấy người muốn đánh thì bọn tôi sẽ đánh, bất kể đánh bao lâu đi chăng nữa thì chúng tôi đánh tới cùng. Nói với ông ta đây là lời tuyên chiến của chủ soái Bắc Lương Hoa Quốc với ông ta. Nói xong, Tiêu Chính Văn xoay người, xua tay, gió lạnh nổi lên. Giờ phút này, mấy tên sĩ quan Mễ Quốc đều bị khí thế trên người Tiêu Chính Văn dọa sợ mất mật. Hắn vừa nói gì thế? Hắn là chủ soái Bắc Lương ư? Lúc này, một tên sĩ quan phản ứng lại rồi lặp lại một lần. Trong chốc lát, bọn họ đều cuống cuồng hết cả lên. Một tên tướng quân trong đó lập tức gọi điện cho Battle, vội vã nói, tướng quân Battle, xảy ra chuyện rồi. Ở đầu bên kia truyền tới một giọng nói cương quyết, lạnh lùng nói, chẳng phải mấy người đang đàm phán với người đàm phán bên Hoa Quốc sao? Xảy ra chuyện gì được chứ? Tướng quân Battle, đối phương đi rồi. Sao cơ, bọn họ dám sắc sược như vậy ư? Chẳng lẽ bọn họ không sợ ba nhóm tác chiến tàu sân bay của tôi công kích bọn họ sao? Lúc này, ở đầu dây bên kia điện thoại, Battle đang đứng trên tàu chiến cầm kính viễn vọng, dương mắt nhìn bờ biển đảo Ngọa Long của Hoa Quốc. Tướng quân Battle, dường như đối phương không sợ xảy ra cuộc chiến với chúng ta. Hơn nữa người đàm phán hôm nay tới là chủ soái Bắc Lương của Hoa Quốc, nghe đến đây, Battle sững sờ. Sao cơ, chủ soái Bắc Lương, sao mấy người không thông báo trước cho tôi? Battle nổi giận, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Uy danh của chủ soái Bắc Lương nổi tiếng khắp nơi, cho dù trong chiến khu Mễ Quốc cũng lưu truyền truyền thuyết của chủ soái Bắc Lương. Đó chính là thống soái bất bại đã từng đánh thắng liên minh các quốc gia, lãnh đạo 10.000 người tiêu diệt 100.000 quân địch. Khai chiến với người như vậy, Battle không nắm chắc được phần thắng. Mau chóng liên lạc với Hoa Quốc, nói rằng chúng ta muốn tiến hành đàm phán thêm lần nữa. Battle ra mệnh lệnh. Sau nửa tiếng, Tiêu Chính Văn gặp mặt Battle, tiến hành cuộc hội đàm chính thức. Khi gặp mặt, Battle cười tươi ôm trầm Tiêu Chính Văn, nói, chào cậu, chủ soái Bắc Lương, rất vui được gặp cậu, tôi là Battle. Tiêu Chính Văn thản nhiên gật đầu, ngồi đối diện đối phương. Battle nói, thật xin lỗi, trước đó chúng tôi quá sơ suất, mong chủ soái Bắc Lương đừng giận. Tiêu Chính Văn cười nhạt, nói, không sao, bắt đầu cuộc hội đàm đi. Battle gật đầu, nói, mục đích của chúng tôi rất rõ ràng, đó chính là đảo Ngọa Long. Mục đích của chúng tôi cũng vậy, chính là đảo Ngọa Long, Tiêu Chính Văn trả lời. Chúng tôi có ba nhóm tác chiến tàu sân bay, Battle nói một cách kiêu ngạo. Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn tỏ vẻ thờ ơ, cười khẩy nói, tướng quân Battle, ông đang khoe khoang vũ lực sao? Battle mỉm cười, nhún vai nói, không phải là khoe khoang mà là sự thật. Tiêu Chính Văn gật đầu, nói tôi hiểu rồi, vậy tôi cũng nói cho ông biết, chúng tôi sẽ không cử bất kỳ người lính nào.
Nghe thấy vậy, sắc mặt Battle tối sầm lại, hỏi, không cử ra người nào, vậy mấy người lấy gì để bảo vệ đảo Ngọa Long chứ? Tiêu Chính Văn dựng một ngón tay lên, rồi tự tin nói tôi. Cậu! Battle sững sờ rồi cười lớn, nói chủ soái Bắc Lương, cậu đang đùa tôi sao? Cậu muốn nói là một mình cậu đủ để chống lại ba nhóm tác chiến tàu sân bay của tôi ư? Tiêu Chính Văn gật đầu, nói, đúng, một mình tôi là đủ rồi. Nực cười, đúng là chuyện nực cười. Tuy tôi tôn trọng uy danh của chủ soái Bắc Lương, nhưng giờ xem ra cậu chẳng qua chỉ là tên ngu dốt thích khoác lác. Battle cười khẩy nói. Ông không tin à, Tiêu Chính Văn hỏi ngược lại. Tất nhiên không tin, Battle nói. Một người muốn chống lại ba nhóm tác chiến tàu sân bay, hắn nghĩ mình là thần chắc. Nhưng, lúc này, một sĩ quan Mễ Quốc vội vàng xông vào hội trường, ghé sát tai thì thầm, tướng quân Battle, xảy ra chuyện rồi, nhóm tác chiến tàu sân bay của chúng ta bị phá hủy dưới nước rồi, chương 568, không rút sẽ đánh. Tướng quân Battle nghe thấy thế, sắc mặt trở nên u ám, trầm giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Các cậu làm ăn kiểu gì thế? Lẽ nào nhân viên bảo vệ không phát hiện ra điều gì bất thường sao? Tên sĩ quan kia thấp giọng đáp, tướng quân, thực sự là đối phương quá giảo hoạt, phá hoại thiết bị radar giám sát của chúng ta, hiện giờ, ba nhóm tác chiến tàu sân bay hoàn toàn không thể hoạt động được nữa. Battle nghe đến đây thì hoảng hồn. Nhóm tác chiến tàu sân bay mà không hoạt động được thì khác gì là bia ngắm trên biển. Bỗng ông ta thấy Tiêu Chính Văn nhếch mép cười khẩy, bèn lạnh lùng hỏi, là do cậu làm sao? Tiêu Chính Văn nhún vai, bình thản cười đáp, chính tôi. Battle nghe thấy thế, tức giận đứng bật dậy, chỉ vào Tiêu Chính Văn, nói, chủ soái Bắc Lương. Cậu làm vậy là tuyên chiến với chúng tôi, tuyên chiến với Mễ Quốc đấy. Cậu sẽ phải trả giá vì hành động của mình, trả cái giá thê thảm. Ha ha! Tiêu Chính Văn ung dung ngồi đó, đối mặt với Battle đang phẫn nộ, nói, vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên xem. Battle thấy Tiêu Chính Văn vênh váo như vậy, lập tức nổi trận lôi đình, quát chủ soái Bắc Lương, à không, chủ soái Bắc Lương tiền nhiệm, Battle tôi đại diện cho Mễ Quốc, đang lấy thực lực và địa vị ra để đàm phán với các cậu nên có thái độ nghiêm túc. Tiêu Chính Văn nghe thấy vậy liền nhíu mày, động tác trong tay dừng lại. Sau đó, trong mắt anh bắn ra khí lạnh thấu xương, chậm rãi đứng dậy, nghiêm túc nhìn Battle, nói, tướng quân Battle. Tôi phải sửa lại một lỗi sai của ông. Hoa Quốc đã không còn là Hoa Quốc của trăm năm trước nữa, các ông không có bất cứ tư cách gì để nói lấy thực lực và địa vị ra để đàm phán với chúng tôi. Hôm nay, tôi cảnh cáo các ông, trong vòng 3 ngày, phải rút 3 nhóm tác chiến tàu sân bay ở biển Đông Sa và biển Nam Tự. Nếu không, tôi sẽ coi đây là các ông phát khiêu khích chiến tranh với Hoa Quốc tôi, và phản đòn lại. Đến lúc đó, năm chiến khu lớn, triệu người lính của Hoa Quốc tôi sẽ sống còn với các ông. Dứt lời, Tiêu Chính Văn xoay người, cất bước rời khỏi hội trường. Battle đứng im tại chỗ, vẻ mặt phẫn nộ và lúng túng. Khốn kiếp, chủ soái Bắc Lương khốn kiếp, Hoa Quốc khốn kiếp, Battle tức giận gầm lên, đập vỡ bộ dụng cụ pha trà. Sau đó, ông ta nhanh chóng báo kết quả đàm phán với Tổng bộ chiến khu 6 góc của Mễ Quốc. Ngay trong đêm đó, nhóm tác chiến tàu sân bay liên hợp tác chiến đã rút khỏi biển Đông Sa và biển Nam Tự. Lúc này, Từ Kiêu Long vô cùng hưng phấn và kích động vỗ vai Tiêu Chính Văn, nói, Chính Văn, tôi biết ngay là cậu có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này mà, quả nhiên đám Battle đã rút quân rồi. Tiêu Chính Văn nhún vai đáp, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi đây. Từ Kiêu Long còn định giữ Tiêu Chính Văn ở lại uống rượu, nhưng anh đã rời khỏi chiến khu. Ông ta bất lực lắc đầu, báo cáo kết quả với Long Các. Tứ lão Long Các cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tránh được một trận chiến lớn rồi. Tối đó, Tiêu Chính Văn về đến Tu Hà. Anh vừa vào cửa, sau lưng đã có hai bóng dáng xuất hiện, quỳ một gối xuống đất, cung kính nói, Long Vương, đã điều tra rõ ràng vị trí và thông tin của nhà tù đen ạ. Tiêu Chính Văn nhíu mày, ra hiệu cho bọn họ nói tiếp. Tọa độ của nhà tù đen đã rất rõ ràng. Về thông tin thì chúng tôi chỉ điều tra được một điểm. Trong nhà tù đen có tổng cộng 9 cường giả canh giữ, 5 cường giả cấp chiến thần, và 4 cường giả cấp chủ soái. Muốn lên được hòn đảo có nhà tù đen thì phải thông qua một tổ chức tên là Hắc Kỵ để có quyền lên đảo. Hắc Kỵ, Tiêu Chính Văn nhíu mày. Vâng thưa Long Vương, ở phương Tây,
Hắc kỵ là một tổ chức vô cùng bí mật, trong tổ chức có tổng cộng 28 kỵ sĩ, thực lực cao thấp khác nhau, người có thực lực kém nhất cũng là quân vương huyền cấp 2 sao. Còn 6 thống lĩnh kỵ sĩ của Hắc kỵ thì đều có thực lực cấp chiến thần. Một người trả lời. Tiêu Chính Văn nghe thấy thế, sắc mặt đanh lại. Sau đó, anh đáp, tôi biết rồi, các anh lùi xuống trước đi. Vâng. Hai cái bóng nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Tiêu Chính Văn hít sâu một hơi, sau đó cất bước về phía biệt thự. Ngày hôm sau, Khương Vi Nhan đến công ty, Tiêu Chính Văn ở nhà với Nana. Cùng lúc đó, ở tít thành phố Vân Hải, tỉnh Vân Hải giáp biển. Đây là khu vực tỉnh của tỉnh Vân Hải, do giáp bờ biển nên nền kinh tế rất phát triển, có bối cảnh đô thị quốc tế hóa. Lúc này, trong sơn trang của nhà họ Lâu ở Vân Hải. Gia chủ nhà họ Lâu là Lâu Thương Hà nhìn thấy con trai út ngồi trên xe lăn, thì nổi trận lôi đình, tức giận gầm lên, rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng phải bố bảo con đến Tu Hà thành lập công ty mới sao? Sao lại thành thế này? Lâu Thương Hà nổi giận, cả sảnh chính đều im phăng phắc, bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt. Ở bên cạnh, Thôi Thượng Yến mẹ của Lâu Kiệt là một ngôi sao khá nổi tiếng ở tỉnh Vân Hải, trước kia còn là một trong tứ đại thiên hậu của Hoa Quốc. Chỉ có điều, sau khi Thôi Thượng Yến lấy Lâu Thương Hà, thành công đặt chân vào nhà giàu, liền dần rút khỏi giới điện ảnh, một lòng giúp chồng dạy con, làm một phu nhân. Lúc này, thấy con trai bị thương nặng như vậy, bà ta cũng vô cùng đau lòng, nắm lấy tay Lâu Kiệt, mặt đầy nước mắt, kích động nói, A Kiệt, rốt cuộc sao con lại bị thế này? Nói cho mẹ biết, mẹ sẽ lấy lại công bằng cho con. Vẻ mặt Lâu Kiệt đầy tủi thân, khóc lóc kể lể, mẹ, nhất định mẹ phải lấy lại công bằng cho con. Vốn con nghe lời bố, đến Tu Hà mở công ty, nhưng ai biết, một thằng ở rể của nhà họ Khương ở Tu Hà ỷ mình là lính xuất ngũ, có chút võ vẽ, liền đánh gãy hai chân con. Còn to mồm nói, nếu nhà họ Lâu muốn trả thù thì cứ đến Tu Hà tìm hắn. Cái gì? Một thằng ở rể mà cũng dám đánh hãy hai chân của con trai tôi. Thôi Thượng Yến nghe thấy thế, lập tức nổi giận, bà ta quay lại nói với Lâu Thương Hà, chồng ơi, anh cũng nghe thấy rồi đấy, chúng ta tuyệt đối không được bỏ qua cho thằng con rể của nhà họ Khương ở Tu Hà gì đó. Đánh gãy hai chân của con trai chúng ta phải đánh gãy hết tay chân của hắn, xử lý cả người nhà họ Khương nữa. Sắc mặt Lâu Thương Hà u ám, siết chặt nắm đấm. Lạnh lùng nói, đương nhiên anh sẽ không bỏ qua cho bọn họ, dám ra tay với con trai của Lâu Thương Hà chính là không coi Lâu Thương Hà anh và nhà họ Lâu ra gì. Chắc chắn nhà họ Lâu sẽ đến Tu Hà, bất kể đối phương là ai, dám cản đường của anh thì đều phải trả giá. A Võ, vào đây. Lâu Thương Hà tức giận gầm lên. Một người đàn ông vô cùng cường tráng nhanh chóng bước vào, làn da ngăm đen, sắc mặt lạnh lẽo. Giữa đôi lông mày ẩn hiện sát khí khiến người ta sợ hãi. Nhất là đôi mắt ưng kia, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn đứng dưới, cúi đầu nói, gia chủ tìm tôi có chuyện gì vậy? Cậu đến Tu Hà một chuyến, tìm một thằng con rể nhà họ Khương tên là Tiêu Chính Văn, mang đầu của hắn về đây. Lâu Thương Hà lạnh lùng nói, dường như đối với ông ta, lấy mạng một người chỉ là chuyện nhỏ. Vâng, tên A Võ kia đáp lời. Lập tức xoay người rời khỏi sơn trang. Chương 569, nhà họ Lâu nổi giận sau khi A Võ rời đi, Lâu Kiệt nở nụ cười lạnh lùng nham hiểm. Tiêu Chính Văn, mày chết chắc rồi. Dám đánh gãy hai chân tao, tao sẽ lấy mạng mày. Trong ngày hôm đó, A Võ đã đến Tu Hà. Sau khi đến nơi, theo tin tức Lâu Kiệt cung cấp, hắn đến thẳng công ty của Khương Vi Nhan. Hắn không vào công ty, mà ngồi trong quán cà phê đối diện quan sát một lúc. Khoảng nửa tiếng sau, Tiêu Chính Văn xuất hiện ở cổng công ty, A Võ nhận ngay ra anh, hắn cúi đầu nhìn ảnh của Tiêu Chính Văn trong điện thoại, sau đó nhếch mép cười. Rồi hắn đứng dậy rời khỏi quán cà phê, rút một con dao găm sáng loáng ở thắt lưng ra, bước từng bước về phía Tiêu Chính Văn đang đứng chờ ở cổng. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang đứng ở cổng chờ Khương Vi Nhan tan làm, thấy chán nên anh mở điện thoại xem TikTok. Đột nhiên, mắt anh đanh lại, cảm giác được sát khí nồng đậm ở sau lưng. Xoạt! Một luồng sáng lạnh lẽo bỗng đâm về phía gáy Tiêu Chính Văn. Cũng trong khoảnh khắc đó, Tiêu Chính Văn nghiêng người, đồng thời giơ tay bắt được con dao găm đang đâm tới, rồi giơ chân đá mạnh về phía người đằng sau. A Võ lập tức đanh mặt lại, không ngờ đối phương lại phát giác ra hắn.
Hắn bỗng giơ cánh tay còn lại lên, chặn cú đá của Tiêu Chính Văn lại. Bốp! Cú đá này của Tiêu Chính Văn trúng vào cánh tay A Võ, khiến hắn phải lùi lại 7-8 bước mới đứng vững. Giây phút đó, đôi mắt A Võ trừng lớn. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn lúc này đã quay người lại với ánh mắt không dám tin. Mạnh quá! Người đàn ông trước mặt này có thực lực vượt ngoài dự đoán của A Võ. Cú đá này trúng cánh tay A Võ, khiến cánh tay trái của hắn đến bây giờ vẫn đau đớn tê dần. A Võ lắc cánh tay, xoay cổ hai vòng, phát ra tiếng răng rắc, sau đó hắn nhếch mép nở nụ cười dữ dằn, nói, không ngờ mày cũng có chút thực lực và bản lĩnh. Tiêu Chính Văn nhíu mày, nhìn người đàn ông da ngăm đen trước mặt, lạnh lùng nói, anh là người nhà họ Lâu cử tới à? Thấy đối phương đoán được thân phận của mình, mắt A Võ lóe lên tia sáng, nói thông minh lắm. Nhưng mày sắp là một người chết rồi. Hãy nhớ, dưới gầm trời này, mày tuyệt đối không được chọc vào nhà họ Lâu. Ha ha! Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp, vậy sao? Để tôi xem người nhà họ Lâu cử đến có mấy phần thực lực có thể lấy mạng tôi. Ngông cuồng, chết đi! A Võ tức giận quát lên, cúi rạp người, giơ nắm đấm lên đấm về phía tim của Tiêu Chính Văn. Cú đấm này mạnh như sấm sét, nhanh một cách kỳ lạ. Nếu là người bình thường thì sẽ chết thảm tại chỗ, nhưng Tiêu Chính Văn nheo mắt lại, cũng tung ra một nắm đấm. Ầm! Hai nắm đấm va vào nhau, Tiêu Chính Văn đứng nguyên tại chỗ, còn A Võ đã bị đấm bay mấy mét, lộn vòng dưới đất, va vào trụ đèn ở bên cạnh, khiến trụ đèn cũng cong đi. Đến khi A Võ bò dậy được, hắn mới phát hiện, nắm tay bên phải của hắn đã biến dạng, máu thịt be bét. Sao có thể chứ? Hắn nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ kinh ngạc sợ hãi. Hắn có thực lực quân vương thiên cấp 4 sao, vậy mà bây giờ đứng trước người đàn ông này còn không đỡ nổi một đòn. Lẽ nào hắn có thực lực cấp chiến thần? Trong khoảnh khắc đó, trong đầu A Võ còn nảy ra suy nghĩ bỏ chạy. Nhưng, đúng lúc hắn định tháo chạy, thì một cái bóng màu đen ở ven đường nhanh chóng lao tới, giơ chân đá hắn bay ra mấy chục mét. Sau đó, bóng đen kia cầm một con dao găm cong lưỡi, dí sát vào cổ hắn. Lúc này, Tiêu Chính Văn bước tới, cúi đầu nhìn A Võ đang bị khống chế, lạnh lùng nói, nhà họ Lâu cử mỗi anh đến thôi sao? A Võ bị người của Điện Thần Long ấn xuống đất, không thể động đậy, hắn cắn chặt răng, cười nói, tao không biết, tao sẽ không bán đứng nhà họ Lâu. Tiêu Chính Văn cười đáp, đúng là một hảo hán, nhưng nhà họ Lâu đáng để anh liều mạng như vậy sao? Nói ra thì anh có thể sống sót, không nói thì bây giờ sẽ chết. A Võ nghe thấy thế thì nhíu mày. Tiêu Chính Văn chờ mấy giây, thấy A Võ không định nói, liền giơ tay lên ra hiệu, sau đó xoay người định rời đi. Người của Điện Thần Long nở nụ cười lạnh lùng, chuẩn bị ra tay kết liễu tính mạng của A Võ. A Võ hoảng hốt, vội vàng kêu lên, tôi nói. Nhà họ Lâu chỉ cử mỗi tôi tới, bảo tôi lấy đầu anh về. A Võ nói xong câu này, thở dài một tiếng. Tiêu Chính Văn quay lại, nhìn A Võ ánh mắt hoảng loạn, nói, vậy anh chuyển lời của tôi tới gia chủ Lâu, bất kể ông ta cử bao nhiêu người tới cũng vô ích thôi. Đồng thời, bảo nhà họ Lâu chuẩn bị sẵn quan tài, hôm khác tôi sẽ tới cửa ghé thăm. Tiêu Chính Văn nói xong liền xoay người bước vào công ty. Người của Điện Thần Long cũng nhanh chóng rời đi. Một mình A Võ nằm trên đường, cả người run rẩy. Chủ yếu là vì câu nói cuối cùng của Tiêu Chính Văn, khiến hắn quá kinh hãi. Hắn còn định đến nhà họ Lâu sao? Hắn định làm gì vậy? Không nói cũng biết. Trong ngày hôm đó, A Võ lại trở lại Vân Hải, quỳ trước mặt Lâu Thương Hà, cúi đầu nói, gia chủ, tôi làm việc kém cỏi, xin ông hãy trách phạt. Lâu Thương Hà nhìn A Võ quỳ trước mặt mình, nhíu mày, lạnh lùng hỏi, tên Tiêu Chính Văn bảo nhà họ Lâu tôi chuẩn bị sẵn quan tài, hôm khác hắn sẽ đến thật sao? Vâng thưa gia chủ, hắn nói như vậy đấy ạ, A Võ đáp. Dầm! Lâu Thương Hà đấm xuống mặt bàn, cả người tràn ngập tức giận, quát lên, thằng khốn ngông cuồng, dám hỗn xược như vậy. Lại còn bảo nhà họ Lâu tôi chuẩn bị quan tài nữa, chắc hắn chưa biết thủ đoạn của nhà họ Lâu tôi đây mà. Lập tức thông báo xuống dưới, bảo tứ gia dẫn người đến Tu Hà, nhất định phải bắt thằng nhãi ngông cuồng không biết trời cao đất dày kia quỳ lê đến nhà họ Lâu cầu xin. A Võ nghe thấy thế thì hết hồn, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, nói, gia chủ, ông thực sự muốn tứ gia ra tay sao? Đương nhiên, không chỉ là Vân Hải, cho dù là ở nơi khác,
thì nhà họ Lâu cũng không thể bị sỉ nhục được. Một thằng ở rể nhà họ Khương ở Tu Hà mà sắc sược quá thể. Phải trừng trị nghiêm khắc, để đám nhà giàu ở Tu Hà biết nhà họ Lâu ở Vân Hải có thế lực thế nào. Sắc mặt Lâu Thương Hạ u ám nói. Ông ta có kế hoạch của riêng mình, đúng lúc nhân cơ hội này để người Tu Hà biết thủ đoạn và thế lực của nhà họ Lâu ở Vân Hải to lớn đến mức nào. Như vậy thì những hành động tiếp theo của nhà họ Lâu ở Tu Hà mới có thể thuận lợi được. Tôi biết rồi. A Võ đáp lời, đứng dậy, rời khỏi Sơn Trang, đến câu lạc bộ giải trí đế hoàng của tứ gia. Lúc này, trong phòng bao sang trọng nhất câu lạc bộ, một người đàn ông trung niên lưng hùm vai gấu đang mở tiệc đãi bạn bè. A Võ bước vào, đến bên cạnh người đàn ông trung niên đó, cúi người ghé vào tai nói, tứ gia, gia chủ bảo ông dẫn người đến Tu Hà. Ông ta nghe xong thì uống cạn một ly rượu, quát, được được được. Một thằng vô dụng ăn bám ở Tu Hà nhỏ bé mà cũng dám ra tay với cháu tao hả? Đúng là chán sống, người đâu, thông báo với bên dưới, điều động 3.000 người, mang theo vũ khí, lập tức đến Tu Hà. Chương 570, ông còn gì oán thán không? Cổng câu lạc bộ đế hoàng nhanh chóng có mấy chục chiếc xe Jeep và mấy chục chiếc xe van màu đen được tập hợp. Cả bãi đỗ xe ở cổng câu lạc bộ đứng đầy đám đàn em mặc vest đen, ai nấy đều mang theo dao găm. Phóng mắt nhìn ra, cả bãi đỗ xe dày đặc bóng người. Ở nơi này, một luồng khí lạnh lẽo chết chóc tỏa ra bốn phía. Lúc này, Lâu Hán Long bước từ trong câu lạc bộ ra, đứng phía trước 3.000 tên đàn em, nhìn quanh một lượt, sau đó lớn tiếng gầm lên, hôm nay, có kẻ dám bắt nạt nhà họ Lâu ta, chúng ta phải làm thế nào? Giết, giết! Giết! 3.000 tên đàn em kia đồng thanh gầm lên giận dữ, vang thấu trời xanh, chấn động bốn phía. Tốt, tốt lắm, vậy thì chúng ta đi giết hắn thôi. Bất kể là ai, chỉ cần dám ngăn cản nhà họ Lâu ta thì phải chết. Lâu Hán Long gầm lên giận dữ, mạch máu toàn thân như muốn phun trào, quát, xuất phát. Ông ta hạ lệnh, 3.000 tên đàn em lập tức chui vào trong xe. Sau đó... Đội xe gần trăm chiếc ùn ùn xuất phát từ câu lạc bộ đế hoàng, đi trên đường của Vân Hải, tiến về phía Tu Hà. Lúc này, cả Vân Hải chấn động. Nhà họ Lâu ra tay rồi. Lần này lại là kẻ có mắt không chồng nào dám đắc tội nhà họ Lâu đây. Tứ gia Lâu Hán Long của nhà họ Lâu là hội trưởng của hội Hán Long thế lực ngầm lớn nhất Vân Hải. Dưới tay ông ta có 1.000 đàn em, thế lực trải khắp 13 thành phố của Vân Hải, là người đứng đầu thế giới ngầm nơi đây. Cho dù là những quan chức doanh nhân ở ngoài sáng của Vân Hải mà gặp Lâu Hán Long thì cũng phải cung kính bắt tay. Càng không cần nói đến nhà họ Lâu này còn là một trong 3 tập đoàn lớn đã niêm yết thị trường chứng khoán, nắm giữ 1/3 nền kinh tế của Vân Hải. Cùng lúc đó, bên phía Tiêu Chính Văn đã nhận được tin điện thần Long truyền tới. Long Vương, theo báo cáo của thám tử Vân Hải, tứ gia Lâu Hán Long của nhà họ Lâu dẫn theo 3.000 đàn em đang đến Tu Hà. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì ạ? Một người đang quỳ một gối trước mặt Tiêu Chính Văn. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang đút hai tay trong túi quần, ngẩng đầu ngắm sao trên trời, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, nói quả nhiên nhà họ Lâu không khiến tôi thất vọng, thông báo với sở chỉ huy quân đội, điều động 10.000 binh lính, tất cả vũ trang đầy đủ, trấn thủ 4 cổng, cảnh cáo Lâu Hán Long, nếu bọn họ không nghe cảnh cáo thì bắt ngay tại chỗ. Nếu phản kháng thì bắn chết tại chỗ. Rõ. Người kia nhanh chóng rời đi, truyền lệnh tới sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Sở chỉ huy quân đội Tu Hà nhanh chóng điều 10.000 binh lính. Các loại xe thiết giáp, xe chống cháy nổ, xe tăng, và cả 10.000 binh lính vũ trang đầy đủ, đi đều bước tới đầu đường, trấn thủ 4 cổng dẫn vào thành phố Tu Hà. Đêm nay, đường phố Tu Hà vẫn nhộn nhịp như thường. Tất cả mọi người đều không chú ý thấy. Gần 4 cổng thành phố đã có 10.000 binh lính đang trấn thủ. 3 tiếng sau, Lâu Hán Long dẫn theo 3.000 tên đàn em, dừng xe ở nơi cách cổng Đông Tu Hà 5 dặm. Trước tiên, Lâu Hán Long cử người vào thành phố nghe ngóng tin tức, nhưng không ngờ, người của mình chưa về, đã có một chiếc xe Jeep quân dụng lái tới. Lúc nhìn thấy chiếc xe Jeep quân dụng, Lâu Hán Long cũng hết hồn, sắc mặt u ám. 4 binh lính mang súng bước xuống xe. Lạnh lùng hỏi, ai là Lâu Hán Long? Lâu Hán Long bước ra khỏi đám người, vẻ mặt nghiêm trọng, đáp, là tôi đây, mấy anh sĩ quan đang làm gì vậy? Đối phương nhìn Lâu Hán Long, cảnh cáo luôn, các ông đã xông vào khu vực cấm quân sự của chúng tôi,
tôi ra lệnh trong vòng 10 phút phải rút đi. Nếu không, chúng tôi có quyền bắt giữ các ông lại. Lâu Hán Long nghe thấy thế thì sắc mặt trở nên rất khó coi. Gia quân bất lợi quá. Ông ta nhìn gần 3.000 tên đàn em sau lưng mình, nói với 4 binh lính kia, mấy vị sĩ quan, tôi là tứ gia Lâu Hán Long của nhà họ Lâu ở Vân Hải, lần này chúng tôi đến chỉ muốn dẫn một người đi, mong các anh châm trước. Hỗn xược, đây là vùng quan trọng quân sự, lập tức rời đi. Viên thượng úy dẫn đầu chĩa luôn súng vào Lâu Hán Long. Lâu Hán Long thấy thế, đôi mắt lóe lên vẻ u ám, nói, không châm trước thật sao? Viên thượng úy kia mở chốt súng, nói, rời đi ngay và luôn. Nếu không tôi bắt, Lâu Hán Long nheo mắt lại, khuôn mặt lóe lên vẻ dữ tợn, lùi lại nửa bước, vung tay lên, quát, bắt lấy. Lập tức có mấy tên đàn em xông lên, ấn 4 binh lính xuống đất, cướp súng của bọn họ đi. Ông, các ông dám ra tay với chúng tôi. Đây là khu vực cấm quân sự, tôi cảnh cáo lần nữa, lập tức bỏ tay ra, rời khỏi đây ngay lập tức. Lúc này, viên thượng úy bị ấn xuống đất đang giãy giụa la hét. Nhưng Lâu Hán Long bước lên, đá một phát vào miệng thượng úy kia, khiến anh ta gãy mất mấy chiếc răng, cười khẩy nói, xin lỗi nhé, tạm thời khiến 4 người chịu uất ức rồi. Dứt lời, đôi mắt Lâu Hán Long sáng ngời, nhìn Tu Hà như một viên ngọc quý trước mắt, quát tất cả mọi người chuẩn bị vào thành phố. Ngay sau đó, 3.000 tên đàn em ồ ạt xông về phía Tu Hà. Nhưng đúng lúc này, ở cổng đông, Tiêu Chính Văn đứng trên tường thành, sau lưng là thành phố Tu Hà nhộn nhịp rực rỡ, trước mặt là bóng tối vô tận, và mấy con đường dẫn vào thành phố. Trên mấy con đường quốc lộ nhanh chóng xuất hiện từng chiếc xe Jeep và xe van, đang xông tới với tốc độ cực nhanh. Long Vương, đội xe đang cách chúng ta 1.000 mét. Tiêu Chính Văn nhíu mày, vung tay lên, quát, bật đèn. Tạch tạch tạch. Trong nháy mắt, bên ngoài thành phố, mười mấy chiếc đèn rọi to lớn soi con đường quốc lộ dẫn vào thành phố sáng như ban ngày. Gần trăm chiếc xe xuất hiện toàn bộ trong ánh mắt của mọi người. Đồng thời, hai bên đường đã có mấy chục chiếc xe thiết giáp, xe chống cháy nổ và xe tăng đã xếp hàng sẵn. Trên xe và hai bên đường đều là các binh lính vũ trang đầy đủ, tất cả đều đang giơ súng, chĩa vào từng chiếc xe Jeep và xe van trên đường. Lúc này, trong đoàn xe, Lâu Hán Long đang ngồi trong chiếc Bentley đi đầu, lập tức bị đèn rọi ở bên ngoài chiếu cho không mở nổi mắt. Ông ta giơ tay lên che ánh sáng, chiếc xe cũng phanh gấp. Sau khi đoàn xe dừng lại, Lâu Hán Long vẫn chưa kịp có phản ứng, thì cửa xe đã bị giật mạnh ra, sau đó ông ta bị mấy binh lính mang theo súng lôi xuống xe, ấn thẳng xuống đất. Khoảnh khắc đó, Lâu Hán Long sững sờ, ông ta ngẩng lên nhìn, xung quanh đều là các binh lính vũ trang đầy đủ, còn có xe thiết giáp và xe tăng. Lúc này, các đàn em của ông ta cũng bị lôi xuống xe, ấn xuống đất. Đến khi Lâu Hán Long phản ứng lại, thì ông ta mới phát hiện, 3.000 đàn em ông ta dẫn theo đều đã bị bắt. Trước mặt ông ta, một bóng dáng dẫm lên ánh sáng của đèn rọi, bước từng bước đến trước mặt ông ta, khiến bụi bay lên. Cái chân đó đi giày ra, nhấc lên dẫm vào đầu ông ta, hỏi đầy ngạo mạn, ông là Lâu Hán Long à? Cả cái đầu của Lâu Hán Long bị đối phương dẫm xuống đất không thể nhúc nhích, khuôn mặt lún xuống, cả miệng đầy đất. Ông ta gào lên, mẹ kiếp, mày là thằng chó nào? Tao là Lâu Hán Long, là tứ gia của nhà họ Lâu ở Vân Hải, tao cảnh cáo mày, thả tao và các đàn em của tao ra ngay, nếu không tao giết chúng mày. Một tiếng hừ lạnh lùng vang lên. Tiêu Chính Văn nhìn Lâu Hán Long bị mình dẫm dưới chân, nói tôi chính là Tiêu Chính Văn ông cần tìm đây. Lâu Hán Long, bây giờ tôi chính thức báo cho ông biết, ông bị tình nghi xông vào khu vực cấm quân sự, đánh sĩ quan bị thương, còn tham gia vào thế lực ngầm. Với tư cách là chỉ huy của sở chỉ huy quân đội Tu Hà, bây giờ tôi chính thức bắt ông có gì phải oán thán nữa không? Chương 571, chấn động Vân Hải. Mày là Tiêu Chính Văn. Lâu Hán Long lập tức run lẩy bẩy, một sợ sự hãi thoát cái bao trùm cả người ông ta. Chẳng phải nói hắn chỉ là một thằng ở rể nhỏ nhoi ở Tu Hà thôi sao? Tại sao hắn lại có thủ đoạn kinh khủng như vậy? Nhìn nơi này toàn là các binh lính có vũ trang đầy đủ, còn có xe thiết giáp và xe tăng nữa. Đây là địa vị và thân phận như thế nào chứ? Trong lòng Lâu Hán Long bỗng thấy vô cùng hối hận tại sao mình lại đến đây? Ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Lâu Hán Long đang bị giẫm dưới chân, nói, bây giờ ông còn gì muốn nói nữa không?
Lâu Hán Long nghe thấy thế thì hoảng sợ, sao nghe giống như để lại di ngôn trước lúc chết vậy? Tiêu Chính Văn, tuy tao không biết mày là ai, tại sao lại có thế lực như vậy, nhưng tao phải nói cho mày biết, tao là Lâu Hán Long của nhà họ Lâu. Anh tao là Lâu Thương Hà, nếu mày dám làm gì tao thì nhà họ Lâu ở Vân Hải chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Lâu Hán Long điên cuồng gào lên, muốn dùng địa vị của nhà họ Lâu ở Vân Hải áp chế đối phương. Nhưng, Tiêu Chính Văn chỉ bình thản nhìn Lâu Hán Long đang nằm dưới chân anh, lấy một gói thuốc ra, rút một điếu, châm lửa rồi rít mấy hơi. Đầu thuốc đỏ lòm trong bóng đêm nhìn tràn ngập sát khí. Sau đó, Tiêu Chính Văn búng luôn đầu thuốc vào gò má Lâu Hán Long, khiến ông ta bị bỏng hét lên thảm thiết, mẹ kiếp. Tiên sư mày, ông ta còn chưa chửi xong, Tiêu Chính Văn đã giơ chân, giẫm mạnh vào mặt Lâu Hán Long, khiến cả khuôn mặt ông ta cả xuống mặt đất. Khoảnh khắc đó, Lâu Hán Long hét lên xé ruột xé gan, nửa khuôn mặt ma sát với mặt đất, máu thịt be bét. Nhà họ Lâu không bỏ qua cho tôi sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi ngược lại, sau đó, anh nói, tôi đã cảnh cáo nhà họ Lâu các ông hai lần rồi, nếu nhà họ Lâu không phục, và Lâu Thương Hà còn muốn dở trò gì nữa thì tôi chấp hết. Nhưng trước đó, tôi phải cho nhà họ Lâu biết đau. Dứt lời, Tiêu Chính Văn bảo cấp dưới mang điện thoại tới, chụp lại ảnh, đồng thời đánh Lâu Hán Long một trận nhớ đời. Lâu Hán Long nằm dưới đất, cả người đầy máu, thở thoi thóp. Nếu để người ở Vân Hải nhìn thấy thì chắc chắn phải kinh ngạc. Đây là Lâu Hán Long người đứng đầu thế giới ngầm Vân Hải đó. Dưới tay có cả chục nghìn đàn em. Thế lực trải khắp 30 thành phố của Vân Hải, là một người rất có máu mặt. Nhưng bây giờ, ông ta lại bị đánh đến mức không còn hình dạng con người. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Lâu Hán Long, nói với cấp dưới phía sau, gửi video cho nhà họ Lâu. Ngoài ra, phát video này trên màn hình lớn ngoài trời ở 30 thành phố Vân Hải, tiêu đề là chống lại thế lực ác. Rõ. Cấp dưới kia nhận được lệnh, lập tức liên hệ với các trung tâm thương mại lớn và các màn hình lớn ngoài trời của 30 thành phố Vân Hải. Ngày hôm sau, Vân Hải xảy ra một sự kiện lớn khiến cả tỉnh chấn động. Ở trên đường, trung tâm thương mại, xe điện ngầm, xe buýt, sân bay, kênh video tin tức của 30 thành phố Vân Hải đều đưa tin tứ ra Lâu Hán Long của nhà họ Lâu bị phía quân đội bắt giữ. Tội danh là tình nghi tổ chức thế lực, tự ý xông vào khu vực cấm quân sự, đánh các binh lính và sĩ quan chấp hành nhiệm vụ bị thương. Cả Vân Hải xôn xao. Tứ gia Lâu Hán Long của nhà họ Lâu bị bắt rồi. Nhà họ Lâu xảy ra chuyện lớn rồi. Lập tức, tất cả các thế lực, gia tộc ở tỉnh Vân Hải đều nghe ngóng tin tức về nhà họ Lâu, và quan sát động tĩnh. Bởi vì cảnh tượng trong video quá chấn động, gần 10.000 binh lính tham gia bắt gần 3.000 người, bắn chết mấy chục tên dám phản kháng. Lúc này, ở sảnh chính trong sơn trang nhà họ Lâu, các trưởng lão chấp sự và các thành viên cốt cán của nhà họ Lâu đã có mặt đông đủ. Lâu Thương Hà ngồi trên ghế chủ tọa, sắc mặt vô cùng u ám, ánh mắt đầy sát khí, lạnh lùng nói, Lâu Hán Long bị người của quân khu Tu Hà bắt đi rồi, mọi người có cách gì cứu được ông ấy ra không? Đám người bên dưới bắt đầu súng lại bàn bạc. Gia chủ, tứ gia đắc tội với ai vậy? Có người dám bắt người nhà họ Lâu ta sao? Nhà họ Lâu chúng ta ở Vân Hải một tay che trời, nhưng ở Tu Hà thì không quen thuộc lắm, lần này lại còn là người của quân khu Tu Hà ra tay, hơi khó đấy. Bất kể thế nào thì cũng tuyệt đối không thể bỏ mặc người nhà họ Lâu ta. Bây giờ cả Vân Hải đều đang lan truyền chuyện này, phải ngăn lại ngay lập tức. Bọn họ thảo luận ngày càng kịch liệt, sắc mặt Lâu Thương Hà cũng ngày càng u ám. Ông ta nhíu mày, lạnh lùng nói, được rồi, trước tiên bảo người liên hệ, yêu cầu bọn họ gỡ video xuống đã. Ngoài ra, liên lạc ngay với bên Tu Hà, bằng mọi giá phải nghe ngóng được là ai đang nhằm vào nhà họ Lâu ta, nếu là chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì nhanh chóng giải quyết. Ngay sau đó có người làm chạy vào, thở hổn hển kêu lên, gia chủ, không gỡ được video ạ. Sao cơ? Sắc mặt Lâu Thương Hà lập tức trở nên vô cùng khó coi, lạnh lùng hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Người làm kia đáp, gia chủ, chúng tôi đã liên hệ với người phụ trách của các trung tâm thương mại, và cả xe buýt, tàu hỏa, sân bay, đài truyền hình, nhưng bọn họ đều từ chối yêu cầu của chúng ta. Giám đốc Tôn của đài truyền hình lén lút nói cho tôi biết, lần này nhà họ Lâu đắc tội với người có thân phận cao quá, bọn họ nhận được lệnh cấp trên là cưỡng chế phát video. Vãi!
Mọi người nhà họ Lâu trong sảnh chính nghe thấy thế đều mắt chữ A mồm chữ O, vẻ mặt kinh ngạc và sợ hãi. Lâu Thương Hà cũng nhíu mày, hỏi, giám đốc Tôn còn nói gì nữa? Có tiết lộ thân phận của người kia không? Người làm kia lau mồ hôi lạnh trên trán, đáp, giám đốc Tôn bảo ông ấy cũng không biết gì cả, chỉ bảo chúng ta hãy nghĩ cho kỹ xem dạo này đã đắc tội với ai. Lâu Thương Hà nghe thấy thế thì nhíu mày, trong đầu bỗng nảy ra một cái tên. Tiêu Chính Văn. Nhưng chẳng phải hắn chỉ là một thằng ở rể nhỏ bé ở nhà họ Khương Tu Hà thôi sao? Thủ đoạn cỡ này chắc không phải hắn gây ra đấy chứ? Đúng lúc Lâu Thương Hà vẫn đang hoài nghi, thì một thành viên cốt cán khác của nhà họ Lâu vội vã chạy vào, kêu lên, cha được rồi, gia chủ, người lần này nhằm vào nhà họ Lâu chúng ta, bắt tứ gia, tên là Tiêu Chính Văn. Câu nói này như sét đánh ngang tai Lâu Thương Hà, là hắn thật sao? Những người khác nhà họ Lâu cũng nhíu mày, hoài nghi nói, tên Tiêu Chính Văn này là ai vậy? Lúc này, tay Lâu Thương Hà đang run rẩy, sau khi hít sâu một hơi, ông ta tức giận đập bàn, gầm lên, bảo Lâu Kiệt lăn ngay vào đây cho tôi. Lâu Kiệt nhanh chóng được người làm đẩy vào, nói, bố, có chuyện gì thế? Quỳ xuống. Lâu Thương Hà tức giận gầm lên, khiến Lâu Kiệt rùng mình. Bố điên rồi chắc. Bây giờ con như thế này còn quỳ kiểu gì được, sắc mặt Lâu Kiệt khó coi. Hôm nay bố hắn uống nhầm thuốc à? Nhưng Lâu Thương Hà đã giơ tay lên, chỉ vào hai thuộc hạ, quát, bắt nó quỳ xuống. Vâng. Hai tên thuộc hạ nhanh chóng bước tới, lôi Lâu Kiệt khỏi chiếc xe lăn, sau đó ép hắn quỳ xuống đất. Chân của tôi. Lâu Kiệt hét lên thảm thiết, hai đầu gối lập tức tuôn máu ra. Chương 572, đồ bất hiếu. Bố điên rồi. Vẻ mặt Lâu Kiệt đau đớn thống khổ, vùng vẫy muốn đứng lên. Nhưng hai tên thuộc hạ bên người vẫn đè chặt hai vai của Lâu Kiệt. Lâu Thương Hà đứng dậy, hai mắt sắc bén lạnh lùng giận dữ, căm phẫn hỏi, tao điên ư? Tao thấy mày mới điên rồi đấy. Tao hỏi mày, tên Tiêu Chính Văn kia rốt cuộc là ai, rốt cuộc mày đã đắc tội với hắn như thế nào? Nghe thấy câu hỏi này, Lâu Kiệt gầm lên, cái gì mà con đắc tội với hắn chứ? Rõ ràng là hắn đã phế bỏ hai chân con, mày còn không nói thật à? Đánh nó cho tôi, đánh đến khi nó nói thật thì thôi, Lâu Thương Hà nổi giận, ra lệnh. Lập tức, hai tên thuộc hạ cúi người nói với Lâu Kiệt, tam thiếu gia, xin lỗi. Dứt lời, hai người liền ra tay tàn độc với Lâu Kiệt. Lâu Kiệt vốn là thiếu gia con nhà giàu, sao có thể chịu được những đòn tàn nhẫn này, hắn lập tức ngã lăn xuống đất kêu gào thảm thiết. Hu hu, bố, đừng đánh nữa, xin bố hãy bảo bọn họ đừng đánh nữa. Lâu Kiệt kêu gào, trưởng lão nhà họ Lâu ngồi đó chỉ lạnh lùng quan sát. Nói, rốt cuộc mày đã đắc tội Tiêu Chính Văn như thế nào? Lâu Thương Hà giận dữ hỏi. Bây giờ, nhà họ Lâu đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng. Đắc tội nhân vật lớn có thủ đoạn khủng khiếp như vậy, thằng con bất hiếu này lại còn dám che giấu. Chỉ một thằng ở rể ở Tu Hà, đắc tội thì đắc tội, có gì mà phải sợ chứ? Lâu Kiệt gào mồm lên. Hoàn toàn không hiểu tại sao bố mình lại tức giận như vậy. Một thằng ở rể, trong mắt mày hắn chỉ là một thằng ở rể vô dụng thôi sao? Lâu Thương Hà cười khẩy, bất lực lắc đầu, sau đó quát lớn, đúng là thằng con bất hiếu. Bây giờ mày vẫn còn không biết bản thân mày đã gây ra chuyện gì sao? Tao nói cho mày biết, Tiêu Chính Văn này căn bản không phải ở rể gì cả. Chú tư của mày vì chuyện của mày mà đã bị người của quân khu Tu Hà bắt đi rồi. Mày cảm thấy một người đàn ông có thể huy động 10.000 binh lính thì chỉ là một thằng ở rể bình thường thôi sao? Câu nói này đã làm đầu óc của Lâu Kiệt bùng nổ. Cái gì? Huy động 10.000 binh lính? Lâu Kiệt mờ mịt, trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn chằm chằm Lâu Thương Hà, hét toáng lên, bố đang nói vớ vẩn gì thế? Sao chú Tư có thể bị bắt chứ? Còn nữa, cái gì mà 10.000 binh lính, sao con không hiểu gì hết vậy? Người đâu, đưa video cho thằng bất hiếu này xem cho rõ. Lâu Thương Hà tức giận quát. Thuộc hạ nhanh chóng đưa video cho Lâu Kiệt xem. Khi hắn thấy chú tư của mình đưa theo 3.000 cấp dưới, còn chưa tiến vào Tu Hà đã bị 10.000 binh lính bắt, cả người hoảng sợ, mắt trợn tròn. Không, không thể nào. Sao có thể như vậy được? Hắn rõ ràng là kẻ bất tài ăn bám cơ mà, đây nhất định là hiểu lầm chỗ nào rồi. Bố, chuyện này không thể nào.
Lâu Kiệt gào mồm lên, bây giờ hắn sợ rồi. Hừ, hiểu lầm, tao thấy mấy năm qua đã chiều mày quá, nên trong mắt mày chả coi ai ra gì, mới gây ra nhiều chuyện như vậy. Lâu Thương Hà tức giận nói, rốt cuộc mày đã đắc tội Tiêu Chính Văn như thế nào? Lâu Kiệt không dám che giấu nữa, vội kể lại chuyện phá hoại công ty của Khương Vi Nhan và yêu cầu muốn ngủ cùng với cô. Nghe xong, sắc mặt Lâu Thương Hà vô cùng u ám, chỉ cảm thấy trước mắt là màu đen kịt, chỉ muốn đích thân chém chết thằng con ngu xuẩn này. Đồ bất hiếu, ngu dốt, Vân Hải nhiều đàn bà thế mà mày không cần. Lại đi thích một người đã có chồng. Chẳng lẽ trước khi hành động, mày không đi tìm hiểu rõ ràng bối cảnh sau lưng đối phương hay sao? Lâu Thương Hà giận dữ, ngã phịch xuống ghế, ôm trán. Lúc này, Thôi Thượng Yến xông vào, nhìn thấy con trai đang quỳ dưới đất, toàn thân đầy máu, lập tức bị dọa hét lên, nước mắt nước mũi giàn giụa ôm lấy Lâu Kiệt nói, A Kiệt, con trai của mẹ, mẹ, mẹ cuối cùng cũng đến rồi, nếu mẹ không đến thì con sẽ bị bố đánh chết mất. Lâu Kiệt thấy mẹ mình tới liền khóc lóc sướt mướt. Thôi Thượng Yến nghiêng đầu, phẫn uất trừng mắt nhìn Lâu Thương Hà, tức giận nói, họ Lâu kia. Ông muốn làm gì, ông dựa vào đâu mà đánh con trai tôi? Ông không đối phó được với người ngoài liền trút giận lên người con trai sao? Lâu Thương Hà nhìn Thôi Thượng Yến đang tức giận, bất lực thở dài nói, vợ à, sao bà không tự hỏi con trai bất hiếu của bà rốt cuộc đã làm những gì? Bây giờ Hán Long bị bắt rồi. Nhà họ Lâu chúng ta gặp phải vấn đề nan giải chưa từng có, bà còn che chở nó như vậy sao? Thôi Thượng Yến mặc kệ, đôi mắt ngấn lệ chỉ vào mặt Lâu Thương Hà, hăm dọa, chỉ là một thằng nhóc có chút thực lực thôi mà, nhà họ Lâu các ông sợ hắn lắm sao? Em trai thứ hai của ông không phải đang làm việc trong quân khu à? Không phải tướng quân thì cũng là chiến thần mà, gọi nó quay về đi. Nghe những lời này, mặt Lâu Thương Hà u ám. Ngẫm nghĩ rồi liếc nhìn đám người nhà họ Lâu, hỏi, mọi người thấy thế nào? Người nhà họ Lâu đáp. Gia chủ, tôi thấy bà chủ nói không sai, nhà họ Lâu chúng ta cũng không dễ bị bắt nạt, chúng ta cũng có người trong quân khu. Tuyệt đối không thể, tình hình trước mắt có thể thấy, địa vị của Tiêu Chính Văn ở Tu Hà không hề thấp, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tôi có ý kiến này, mời Tiêu Chính Văn đến đây, hai bên ngồi xuống trò chuyện, hòa khí sinh tài. Dù sao bây giờ tứ gia vẫn ở trong tay đối phương. Nghe xong, Lâu Thương Hà gật đầu, nói, nếu đã như vậy thì ai trong mọi người sẽ đi mời Tiêu Chính Văn tới đây? Tôi đi. Một người đàn ông trung niên đứng ra nói. Được, Lâu Thương Hà gật đầu, liếc Lâu Kiệt, tức giận phất tay rời đi. Cùng lúc đó, ở Tu Hà. Sau khi Tiêu Chính Văn bắt Lâu Hán Long, liền rời khỏi tổng bộ sở chỉ huy quân đội. Kết quả. Nửa đường anh nhận được điện thoại của Tống Băng Văn, nói muốn mời anh ăn cơm. Tiêu Chính Văn cũng không nghĩ nhiều đã đồng ý luôn. Quán mì Tu Hà. Một quán mì khá đặc biệt. Bây giờ cũng khoảng 11-12 giờ, người đến quán mì này khá đông, Tiêu Chính Văn vừa vào cửa đã thấy Tống Băng Văn đang ngồi bên cửa sổ. Người phụ nữ này nhìn từ xa thực sự rất đẹp, làn da trắng như tuyết, mái tóc đuôi ngựa buộc cao, thoạt nhìn rất nhanh nhẹn hoạt bát. Hôm nay cô không mặc đồng phục sao? Hai tay Tiêu Chính Văn đút túi quần, bước qua, kéo ghế rồi đặt mông xuống. Tống Băng Văn nghiêm túc nhìn anh, ánh mắt hơi lạnh lùng, đưa thực đơn cho Tiêu Chính Văn rồi hỏi, ăn gì tự gọi. Tiêu Chính Văn liếc nhìn bầu ngực đầy đặn của cô ta đang đặt trên mặt bàn, thực sự rất hấp dẫn, hỏi, sao đột nhiên muốn mời tôi ăn cơm vậy? Tống Băng Văn chăm chú nhìn Tiêu Chính Văn, nói, tìm anh hỏi vài việc. Tiêu Chính Văn nhướng mày hỏi, không phải cô muốn bắt tôi đấy chứ? Đúng đúng, vậy nên, anh mau ăn đi, ăn xong về cục với tôi, Tống Băng Văn cười nói. Tiêu Chính Văn bĩu môi, khép thực đơn lại, chuẩn bị đứng dậy nói, vậy tôi không ăn nữa, nuốt không trôi. Tống Băng Văn thấy Tiêu Chính Văn định rời đi, vội vàng nói lớn, đứng lại. Anh ngồi xuống cho tôi. Chương 573, ức hiếp. Giọng nói cô ta khiến tất cả mọi người trong quán mì đều nhìn sang, người không biết còn cho rằng đôi tình nhân đang cãi nhau. Có điều, khi bọn họ nhìn sang, liền bị vẻ đẹp của Tống Băng Văn hút hồn, thu hút ánh mắt của rất nhiều đàn ông. Người phụ nữ này đẹp quá, lâu lắm rồi quán mì không có người phụ nữ nào đẹp như vậy đến đây, quá là xinh đẹp. Người đàn ông này thật may mắn, lại có thể tìm được bạn gái như vậy. Hơn nữa, Tống Băng Văn lúc tức giận rất giống nữ chính trong các bộ phim truyền hình,
đặc biệt là ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu lên người cô ta, như thể một nàng tiên, đẹp quá sức tưởng tượng. Xin hỏi hai người đã chọn xong món chưa? Món mì đặc biệt rất được yêu thích chỗ chúng tôi là món mì giang tô, hai người có muốn thử không? Người phục vụ nam cầm thực đơn đến, lúc anh ta thấy khuôn mặt tinh xảo của Tống Băng Văn thì suýt nữa quên mất tiếp theo phải nói gì, chỉ mỉm cười ngốc nghếch, không ngừng liếc thêm vài lần. Vậy thì hai bát mì đó đi, Tiêu Chính Văn cười nói. 10 phút sau, mì được mang lên. Tiêu Chính Văn ăn vui vẻ, mùi vị không tệ, còn Tống Băng Văn thì lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn ăn mì. Sao cô không ăn? Tiêu Chính Văn nhướng mày hỏi. Bây giờ tôi không đói, đợi anh ăn xong rồi chúng ta đi thôi, Tống Băng Văn nói. Tiêu Chính Văn lắc đầu, bất lực nói, không phải chứ, đội trưởng Tống, cô nhất định muốn bắt tôi quay về như vậy sao? Tôi cũng không mắc phải lỗi lầm lớn gì chứ. Tống Băng Văn lạnh lùng hừ một tiếng, không tiếp lời anh. Đúng vào lúc này, một cuộc tranh chấp xảy ra ở bàn bên cạnh. Mấy nam thanh niên cao lớn ăn mặc thời thượng, bước đến vây quanh bàn ba cô gái đang ngồi. Những người này rõ ràng là sinh viên đại học, có vẻ như bốn nam thanh niên đã uống không ít rượu, mặt đỏ bừng, hành xử cực kỳ thô lỗ, lôi kéo ba cô gái. Ngô Minh Chiết, bỏ tôi ra, chúng ta chia tay rồi. Một cô gái trong số đó cực kỳ xinh đẹp, bị một nam thanh niên lôi kéo cánh tay, cố gắng vùng vẫy, nước mắt trào ra. Chia tay cái gì mà chia tay? Ông đây nói không là không, cô còn muốn chia tay, ai cho cô cái gan ấy hả? Nam thanh niên tên là Ngô Minh Chiết đó cực kỳ kiêu ngạo, đúng kiểu con nhà giàu, hơn nữa tính tình cực kỳ kích động, ánh mắt lộ rõ sự hung ác. Ngô Minh Chiết, anh nghe cho rõ đây, là anh cắm sừng trước, là anh phản bội cô ấy ngủ với người khác, anh tự mình làm sai, dựa vào cái gì ở đây mượn rượu giả điên, dựa vào cái gì trách Hiểu Vũ. Một cô gái khác không nhìn được nữa liền ngăn giữa hai người, tức giận la lên. Mẹ kiếp, cút mẹ mày đi, mày là cái thá gì, ông đây nói chuyện với Hiểu Vũ mà mày dám chen miệng vào. Ngô Minh Chiết gầm lên. Cô gái cười khẩy, tôi là bạn của Hiểu Vũ, tôi không ưa việc anh đã làm, anh có phải đàn ông không vậy? Anh nhìn xem anh ức hiếp cô ấy như thế nào, cô ấy khóc rồi kia kìa. Ông đây có phải đàn ông hay không ư? Cô có cần ngủ với tôi một lần để thử không? Miệng Ngô Minh Chiết sặc mùi rượu, tiếp tục gầm lên. Sau đó, hắn trừng mắt hung dữ nhìn cô gái đang khóc ở bên cạnh, quát mắng, khóc cái gì mà khóc, đi theo tôi. Dứt lời, Ngô Minh Chiết kéo tay cô gái đó lôi ra khỏi quán mì. Cô gái tên là Hiểu Vũ đó cố hết sức vùng vẫy, lau nước mắt, khóc sướt mướt kêu lên, Ngô Minh Chiết, anh nói anh yêu tôi, nhưng anh đã làm gì với tôi? Tôi thật không ngờ anh lại là người như vậy, anh cút đi. Chúng ta đã chia tay rồi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Đúng vậy, Ngô Minh Chiết, nếu anh còn là đàn ông thì tránh xa Hiểu Vũ ra, đừng quấy rầy cô ấy nữa. Cô gái bên cạnh bắt đầu lôi kéo nam thanh niên đó. Mẹ kiếp, mày là ai? Cút! Ngô Minh Chiết ở độ tuổi này rất dễ nổi cáu, hơn nữa hắn rất cao, vung tay tát thẳng một cái lên má của cô gái đó. Làm cô ấy ngã xuống đất, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhanh chóng sưng tấy. Tiêu Chính Văn và Tống Băng Văn đang ăn mì, hơn nữa mấy ngày nay Tống Băng Văn ngủ không ngon, vốn dĩ tâm trạng đang rất không thoải mái, bây giờ đúng lúc gặp phải chuyện Ngô Minh Chiết ức hiếp gái nhà lành, đúng là có nơi để chút bực. Khốn nạn! Tống Băng Văn là lính tuần, cực kỳ ghét những chuyện này, cô ta đập bàn đứng dậy giận dữ quát lên, cậu mau thả cô gái đó ra. Ngô Minh Chiết sửng sốt. Nghiêng đầu nhìn Tống Băng Văn, lập tức ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, sau đó nhếch miệng cười nói, ôi chao, người đẹp từ đâu đến lại muốn nhúng tay vào chuyện người khác thế này. Sao nào, để ý đến anh đây rồi hả? Muốn anh trai chơi cùng em không? Bốn nam thanh niên đều thích thú nhìn Tống Băng Văn, bị khí chất trên người cô ta và gương mặt xinh đẹp thu hút. Tống Băng Văn tức giận, bị mấy tên lưu manh này dùng lời nói sỉ nhục, đương nhiên rất phẫn nộ. Cô ta siết chặt nắm đấm muốn xông lên đánh người, nhưng lại bị Tiêu Chính Văn ngăn lại. Anh nhỏ giọng nói, đội trưởng Tống, cô là lính tuần, không thể tự ý sử dụng hình phạt, đó là biết tội còn phạm tội, cứ để tôi. Dứt lời, Tiêu Chính Văn đứng dậy, ngăn trước mặt Tống Băng Văn, liếc xéo bốn nam thanh niên to cao kia với dáng vẻ rất vô lại, nói cậu bạn, ức hiếp phụ nữ là không được đâu, tôi khuyên các cậu đi nhanh đi, không thì lát nữa các cậu sẽ hối hận đấy.
Ngô Minh Chiết sững sờ, sau đó tức giận hét lên, hôm nay sao lại có nhiều kẻ ngốc lo chuyện bao đồng thế nhỉ? Ông đây dạy dỗ bạn gái mình, mày ăn no rừng mỡ đúng không? Anh em đâu, đánh nó cho tao. Bốn nam thanh niên đều đã uống rượu, lúc này đang rất hăng hái sắn tay áo lên muốn xông tới. Tiêu Chính Văn vốn đã ngứa mắt bọn họ, khuôn mặt lạnh lùng thuận tay nhấc ghế lên vung mạnh. Lúc này có thể nói Tiêu Chính Văn không hề nương tay, nam thanh niên xông lên đầu tiên bị đánh ngã lăn xuống đất, lập tức máu chảy đầy đầu, nhìn qua còn đáng sợ hơn cả cảnh trong phim. Đối phó với những thanh niên lông còn chưa mọc hết chỉ biết gây rắc rối như thế này, Tiêu Chính Văn thực sự không hề khách sáo, nhấc chân đá một cước, khiến một tên trong số đó bay ra mấy mét, đập mạnh lên bàn ăn, làm bát đĩa trên đó vỡ tan tành xuống đất. Tiêu Chính Văn vốn không ưa gì mấy chuyện ức hiếp như thế này nên bây giờ anh cũng nổi giận, ra tay hơi nặng. Ngô Minh Chiết thấy tình hình không ổn lắm, hắn và một nam thanh niên khác không nghĩ ngợi gì liền quay người bỏ chạy. Còn muốn chạy, đứng lại đấy cho tôi. Hai tay ôm đầu, ngồi xuống. Tiêu Chính Văn dứt lời, nhấc một chiếc ghế lên ném thẳng vào lưng hai tên đó. Bịch! Trúng lưng của Ngô Minh Chiết. Răng rác! Chiếc ghế bị vỡ vụn. Có thể thấy sức mạnh khủng khiếp cỡ nào, ước chừng thằng nhóc này bị thương không nhẹ. Ngô Minh Chiết nằm bò dưới đất, sớm đã không còn sự kiêu căng lúc ban đầu. Lúc này hắn nằm dưới đất không động đậy, cứ như đã chết. Đại ca, đừng đánh tôi sai rồi. Tên còn lại là tên duy nhất chưa bị đánh, lúc này thấy Ngô Minh Chiết thê thảm như vậy liền ôm đầu ngồi xuống, toàn thân run rẩy xin tha. Hắn đã nhìn thấy thủ đoạn đẫm máu của Tiêu Chính Văn, mẹ kiếp, quá tàn nhẫn. Hắn không muốn bị như Ngô Minh Chiết, không biết sống chết. Ừ, cậu đang xin tha sao? Vậy cậu nghĩ liệu tôi có tha cho cậu không? Tiêu Chính Văn liếc nhìn nam thanh niên đang run rẩy, cười khẩy nói, theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi cho thấy, những người như cậu, không có tư cách được tha thứ, nếu không phải tôi có chút bản lĩnh, thì người đang nằm dưới đất bây giờ hẳn là tôi rồi nhỉ? Không, đại ca anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ to mồm thôi. Nam thanh niên đó thật sự sợ hãi, nói năng lắp bắp, kết quả chưa nói xong đã bị Tiêu Chính Văn nhấc ghế đập mạnh vào sau lưng hắn. Bịch! Nam thanh niên đó mắt nổ đom đóm, ôm đầu ngất luôn tại chỗ. Tiêu Chính Văn phủi tay, lúc này mới mở miệng nói với Tống Băng Văn ở bên kia, cô xem, giải quyết xong rồi, căn bản không cần cô nhúng tay. Đối phó với loại cặn bã của xã hội thì nên bạo lực một chút. Chương 574, ông chắc chắn muốn bắt tôi chứ? Tống Băng Văn nhướng mày nhìn mấy người đang nằm dưới đất, bất lực nói, sau này anh có thể ra tay nhẹ nhàng một chút không? Nếu như đánh người ta bị thương thì anh cũng gặp rắc rối đấy. Tiêu Chính Văn nhún vai, không buồn bận tâm chút nào. Lúc này, Ngô Minh Chiết đang nằm dưới đất phẫn nộ đứng dậy, xoa cái lưng đau nhức, gào lên với Tiêu Chính Văn. Mẹ kiếp, mày là ai mà dám ra tay với tao? Mày không muốn sống nữa à? Những người khác cũng vội vàng vây xung quanh Ngô Minh Chiết, nhìn Tiêu Chính Văn bằng vẻ mặt tức tối và kinh ngạc. Người đàn ông này ra tay quá tàn độc. Bọn chúng hét lên, ngay cả anh Minh Chiết mà mày cũng dám đánh, tao thấy mày không muốn sống nữa rồi. Anh Minh Chiết, tên này rõ ràng đang muốn chết. Tao nói cho mày biết, anh Minh Chiết không dễ động vào đâu. Bố của anh ấy là phó tổng tư lệnh của Tổng cục Thanh tra Tu Hà. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn khẽ nhướng mày, trong mắt liền lóe lên sát khí. Phó tổng tư lệnh. Lúc này, mấy cô gái bên cạnh cũng vội vàng nói với Tiêu Chính Văn, anh ơi, xin lỗi anh, đều tại chúng tôi nên anh mới gặp phải rắc rối này, hay là anh cứ đi trước đi, chúng tôi xử lý nốt chuyện còn lại. Tiêu Chính Văn nghiêng đầu nhìn mấy cô gái đã sợ tới mức mặt mày tái nhợt từ lâu. Bật cười nói, không sao, thứ tôi không sợ nhất chính là uy hiếp. Nhưng bố của anh ta là phó tổng tư lệnh Tổng cục Thanh tra, quyền cao chức trọng, ngộ nhỡ, mấy cô gái này vô cùng lo lắng. Ngô Minh Chiết đứng bên cạnh cũng cười khẩy nói, hừ. Mấy người biết vậy là tốt, dám đắc tội với tôi thì tôi sẽ bảo bố của tôi bắt hết cả lũ mấy người lại. Câu nói này khiến mấy cô gái kia sợ hãi tới mức cả người run lẩy bẩy. Tống Băng Văn xa sầm mặt mày, đứng ra phía trước rồi lên tiếng, tôi không cần biết cậu là ai, cũng không cần biết bố của cậu là ai, tôi là lính tuần, bây giờ tôi có quyền bắt mấy người lại. Nói xong, Tống Băng Văn rút giấy chứng nhận của mình ra, sau đó lấy còng tay bắt Ngô Minh Chiết lại. Ngô Minh Chiết không ngừng giãy giụa kêu gào, mẹ kiếp.
một lính tuần bé nhỏ như cô mà cũng dám bắt tôi. Tôi nói cho cô biết, cô xong đời rồi. Tôi sẽ bảo bố tôi cách chức cô. Bốp! Tiêu Chính Văn giơ tay giáng xuống một bạt tai, lạnh lùng lên tiếng, nói lắm vậy. Cái tát này khiến Ngô Minh Chiết nổi khùng, trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói, tao đã nhớ mặt mày rồi, mày cứ đợi đấy cho tao. Một lát sau, mấy lính tuần khác lái xe đến, nhìn thấy Tống Băng Văn cũng thân thiện chào hỏi. Ông Hoàng, mấy người này lợi dụng quyền uy công khai làm loạn, xúc phạm nhân viên thực thi pháp luật, đưa toàn bộ trở về nhốt lại vài ngày, Tống Băng Văn lạnh lùng nói. Ông Hoàng đó gật đầu rồi lập tức dẫn Ngô Minh Chiết đi. Thế nhưng khi ông Hoàng nhìn thấy mặt Ngô Minh Chiết thì liền sững sờ, hỏi với vẻ hoài nghi, cậu là con trai của Phó Tổng Tư lệnh Ngô phải không? Ngô Minh Chiết lạnh lùng hừ một tiếng, nói coi như ông có mắt nhìn, không sai, bố tôi chính là Ngô Hảo Sinh. Mau thả tôi ra, nếu không thì ông không giữ nổi cái chức quèn này đâu. Nghe vậy, ông Hoàng trầm mặc, vội vàng muốn mở còng tay ra. Tống Băng Văn thấy vậy liền hét lên, ông Hoàng, ông làm gì thế? Không được thả hắn ra. Ông Hoàng vội vàng nói, tiểu Tống, đây là con trai của Phó Tổng Tư lệnh Ngô, là người bên mình. Khi nói hết câu này thì ông Hoàng cũng đã thả Ngô Minh Chiết ra rồi. Tống Băng Văn bừng bừng lửa giận, nói, gì mà người bên mình chứ? Ông Hoàng, ông làm thế là biết luật mà còn cố tình phạm luật. Tên này bắt nạt bạn học, cố ý gây sự, còn công khai nhục mạ nhân viên thực thi pháp luật, bắt buộc phải lập tức dẫn về điều tra. Sắc mặt ông Hoàng liền trở nên khó coi, kéo Tống Băng Văn sang một bên rồi nói, tiểu Tống, tôi biết cô tức giận, nhưng Ngô Minh Chiết này là con trai của Phó Tổng Tư lệnh Ngô, nếu như bây giờ cô bắt cậu ấy thì đồng nghĩa với việc đắc tội với Phó Tổng Tư lệnh Ngô, chẳng phải sẽ thành trò cười hay sao? Ông Hoàng, ông cũng là lính tuần, sao có thể khom lưng vì uy quyền cơ chứ? Tống Băng Văn thực sự không vui. Cô ta không dám tin lời này lại được thốt ra từ miệng của ông Hoàng. Ông ta đang mặc đồng phục cơ mà. Ông Hoàng thở dài một hơi, nói tôi hiểu ý của cô, nhưng có những lúc chúng ta có thể linh động. Hơn nữa mấy cô gái này cũng không làm sao, tôi thấy Ngô Minh Chiết lại bị thương không nhẹ, nếu như thật sự truy cứu đến cùng thì bạn cô e là cũng sẽ bị dẫn đi, thậm chí còn bị bắt vì tội ác ý làm người khác bị thương. Tiêu Chính Văn chỉ là giữa đường nhìn thấy điều bất bình nên ra tay tương trợ, hăng hái làm việc nghĩa. Sao lại trở thành ác ý làm người khác bị thương chứ? Tống Băng Văn nổi điên. Ông Hoàng lại lắc đầu nói, đây chỉ là lời nói từ một phía của cô thôi, bây giờ Ngô Minh Chiết bị thương rồi, pháp luật cũng sẽ đứng về phía cậu ấy. Thấy Tống Băng Văn vẫn đang muốn nói gì đó, ông Hoàng liền ngắt lời, được rồi, chuyện này để tôi quyết. Nói xong, ông ta cũng không nhìn sắc mặt của Tống Băng Văn, cười đon đả đi đến trước mặt Ngô Minh Chiết, nhỏ giọng nói, thiếu gia Ngô. Hay là chuyện ngày hôm nay cứ thế bỏ qua đi nhé. Dù gì ban nãy cậu cũng đã đánh người, nếu như thật sự truy cứu thì cậu cũng không có lợi gì đâu. Nghe thấy vậy, sắc mặt Ngô Minh Chiết tối sầm lại, vung tay tát ông Hoàng một cái rồi quát mắng, tôi cần một tên lính tuần nhỏ bé như ông dạy mình phải làm gì hay sao? Bố tôi là Ngô Hảo Sinh, lời tôi nói cũng như lời bố tôi nói, hiểu chưa hả? Ông Hoàng đã hơn 40 tuổi. Vừa rồi bị một cậu thanh niên trẻ tuổi như Ngô Minh Chiết tát một bạt tai trước mặt bao nhiêu người trong quán mì như vậy cũng cảm thấy vô cùng tức giận và mất hết thể diện. Hơn nữa, ông ta lại là một lính tuần, bây giờ quả thực rất mất mặt. Thế nhưng, vừa nghĩ đến Ngô Minh Chiết trước mặt mình là con trai của Ngô Hảo Sinh, ông Hoàng cũng chỉ đành nhẫn nhịn, cố nặn ra một nụ cười, gật đầu lia lịa nịnh nọt, đúng đúng đúng, thiếu gia Ngô nói gì thì là thế. Mẹ kiếp! Ông còn ngây ra đấy làm gì? Mau bắt hết mấy kẻ này lại cho tôi. Ngô Minh Chiết chỉ vào mấy người Tống Băng Văn và Tiêu Chính Văn, phẫn nộ gào lên, đặc biệt là gã đàn ông kia ban nãy ra tay đánh tôi, tuyệt đối không được để hắn chạy thoát, nhất định phải bắt lại rồi tống hắn vào tù. Lúc nói lời này, trong ánh mắt của Ngô Minh Chiết ngập tràn vẻ căm phẫn và chế nhạo. Chỉ cần bắt bọn họ lại thì sự sống chết của họ chắc chắn sẽ nằm gọn trong tay hắn rồi. Ông Hoàng ngẩn ngơ, nhìn Tiêu Chính Văn và Tống Băng Văn, bất lực thở dài nói, tiểu Tống, xin lỗi cô, đành để mấy người chịu ấm ức đi theo chúng tôi một chuyến trước vậy. Lúc này sắc mặt của Tống Băng Văn đã xanh mét, lạnh lùng chất vấn ông Hoàng. Ông điên rồi sao, tại sao ông, thế nhưng? Ông Hoàng giơ tay lên, các cộng sự ông ta đích thân dẫn tới liền tiến lên trước,
bắt mấy cô gái kia lại trước. Sau đó, ông Hoàng lấy ra một cái còng tay sáng loáng, từng bước tiến về phía Tiêu Chính Văn rồi nói, cậu thanh niên, muốn trách thì trách cậu đánh người không nên đánh, nghĩ cho kỹ làm sao để cầu xin thiếu gia Ngô đi. Dứt lời, chiếc còng tay trong tay ông Hoàng chuẩn bị vòng vào cổ tay của Tiêu Chính Văn. Lúc này, ánh mắt của Tiêu Chính Văn trở nên vô cùng u ám, nói có những lựa chọn một khi chọn sai thì sẽ phải hối hận cả đời. Ông chắc chắn muốn bắt tôi chứ? Thứ đồ này nếu đã đeo lên rồi thì dù có muốn lấy ra cũng rất khó đấy. Chương 575, cho ông 10 phút. Ông Hoàng nghe thấy liền sửng sốt, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, nói cậu có ý gì? Tiêu Chính Văn cười lớn đáp, không có gì, chỉ nhắc nhở ông, đừng thông đồng làm bậy, đưa ra lựa chọn sai lầm. Ngoài ra, nếu bây giờ ông dùng cái này còng tôi lại, thì lát nữa ông sẽ phải cầu xin tôi mở nó ra, ông có tin không? Nghe xong, đám người xung quanh đều hít một hơi khí lạnh. Tên này cũng quá kiêu ngạo rồi đấy. Ngay cả Ngô Minh Chiết cũng bị lời nói của Tiêu Chính Văn dọa sợ. Tên này giả vờ cũng khéo quá đấy. Ông Hoàng nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng liếc Tiêu Chính Văn, cạch, khóa còng tay Tiêu Chính Văn lại. Ha ha, vậy thì tôi phải xem thử, lát nữa, tôi có thể cầu xin cậu để mở nó ra hay không? Ông Hoàng cũng tức giận, kéo Tiêu Chính Văn rời khỏi quán mì. Tống Băng Văn và mấy cô gái kia đi theo sau, cũng bị dẫn lên xe. Còn Ngô Minh Chiết đứng trước cửa, vẻ mặt nghiêm túc, vỗ bả vai của ông Hoàng nói, làm tốt lắm, tôi sẽ nói tốt về ông trước mặt bố tôi, các ông qua đó trước đi, tôi sẽ tới ngay. Được được được, vậy thì phải cảm tạ thiếu gia Ngô rồi. Mặt ông Hoàng đầy vẻ kích động nhanh chóng bước lên xe, đến thẳng phân cục thanh tra gần đó. Chẳng mấy chốc, mấy người Tiêu Chính Văn bị tách ra đưa vào phòng thẩm vấn. Dù sao Tống Băng Văn cũng là lính tuần nên chỉ bị nhắc nhở vài câu đơn giản, rồi được thả ra ngoài. Lúc này, cô ta lại làm loạn phân cục, hét toáng lên, các anh mau chóng thả người. Nếu không tôi nhất định sẽ tố cáo các anh. Ông Hoàng cũng hết cách, chỉ có thể để vài đồng nghiệp coi chừng Tống Băng Văn, sau đó ông ta đi vào phòng thẩm vấn có Tiêu Chính Văn. Két cửa mở ra, ông Hoàng cầm tách trà, sắc mặt u ám tiến vào, chỉ thấy Tiêu Chính Văn bắt hai tay ra sau đầu. Chân bắt chéo khoan thai thoải mái nhìn ông ta. Bỏ chân xuống, ngồi nghiêm chỉnh, đây là phòng thẩm vấn, lúc này ông Hoàng lại gây khó dễ, lạnh giọng quát. Tiêu Chính Văn nhướng mày, nhìn ông Hoàng nói, đã thương thượng được tội danh gì chưa? Nghe xong, sắc mặt ông Hoàng bỗng tối sầm lại, căm phẫn đập bàn, quát, câm miệng. Lúc không cần cậu nói thì cậu đừng ăn nói bậy bạ. Sau đó, ông Hoàng bảo đồng nghiệp bên cạnh ghi chép lại tài liệu cuộc thẩm vấn. Lạnh lùng hỏi, cậu đánh Ngô Minh Chiết như thế nào? Nghe câu hỏi này, Tiêu Chính Văn nhướng mày, lạnh lùng hỏi lại, sao ông không hỏi vì sao cậu ta lại bị đánh? Hay là nói, ông đã nhận định luôn rằng tôi có tội, chuẩn bị quy trách nhiệm cho tôi vì tội đánh người hành hung? Mắt ông Hoàng khẽ đảo qua đảo lại, phẫn nộ nói, Tiêu Chính Văn. Đủ rồi, hoặc là thẳng thắn nhận tội sẽ được khoan hồng, hoặc là phản kháng sẽ bị nghiêm khắc trừng trị, sau đó ra ngoài xin lỗi người bị hại. Nên bồi thường phải bồi thường, chỉ cần được tha thứ thì cậu sẽ được thả đi, không cần phải lập án. Nếu cậu vẫn có thái độ như vừa nãy, thì ngay cả tôi cũng không giúp gì được cậu. Ha ha! Tiêu Chính Văn bật cười, nụ cười lạnh lùng khiến trái tim ông Hoàng giật thót. Cậu cười cái gì? Ông Hoàng lạnh lùng hỏi. Đối phương bật cười, khiến lông tóc ông ta dựng ngược lên. Tiêu Chính Văn nói, ông vừa nói tất cả những việc ông đã làm là đang giúp tôi sao? Để tôi nhận một cái tội danh không có căn cứ là đang cứu tôi à? Ông Hoàng cau mày, ông ta biết Tiêu Chính Văn muốn nói gì, nhưng đám người Ngô Minh Chiết còn đang đợi bên ngoài. Vì vậy, ông Hoàng chỉ đơn giản đóng nắp tách trà, lạnh lùng nói, cho dù cậu không hợp tác thì tôi vẫn có thể kết tội cậu. Vậy à, Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi ngược lại, ánh mắt lóe lên sát khí lạnh băng tận xương tủy. Sau đó, anh liếc đồng hồ treo trên tường. Nói, vậy tôi cho ông thời gian 10 phút, trong vòng 10 phút nếu ông đích thân mở còng tay cho tôi thì tôi có thể không truy cứu. Nhưng trong 10 phút ở đây mà xảy ra chuyện gì, thì đừng trách tôi không nhắc nhở ông trước. Soạt. Nghe xong, ông Hoàng nhíu mày, vỗ mạnh lên bàn đứng phắt dậy nói, hỗn láo. Cậu nghĩ đây là đâu? Dám uy hiếp thanh tra chúng tôi sao? Mặt Tiêu Chính Văn không cảm xúc nhìn ông ta, nói còn 9 phút. Ông Hoàng sững sờ.
đột nhiên cảm nhận được sát khí không thể lạnh lẽo hơn trên người Tiêu Chính Văn. Loại sát khí này, ngay cả ông ta cũng chưa từng gặp. Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Ông Hoàng còn đang do dự, bên kia, có đồng nghiệp bước vào, nghiêng người nói bên tai ông Hoàng, đội trưởng Hoàng, nhanh lên đi, thiếu gia Ngô không đợi được nữa rồi. Hoàng Vân Quang cau chặt mày, nói tôi biết rồi. Lúc này, thời gian đã trôi qua 5 phút, Hoàng Vân Quang lạnh lùng nói với đồng nghiệp bên cạnh, bắt cậu ta ký tên đi. Người đồng nghiệp kia lập tức cầm nội dung đã được ghi chép lại bước đến trước mặt Tiêu Chính Văn, đưa cho anh một cái bút, lạnh lùng nói, mau ký tên vào. Tiêu Chính Văn nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người đó. Người đó thấy Tiêu Chính Văn trừng mắt nhìn mình, lông mày nhíu lại, giơ tay muốn đánh vào đầu của Tiêu Chính Văn. Kết quả, Tiêu Chính Văn giật ra, cướp lấy cây bút trên tay người đó, nhắm chuẩn xác và nhanh chóng đâm vào lòng bàn tay người đó, lập tức máu tươi chảy ra. Người đó đau đớn kêu lên, lùi lại vài bước, ôm lấy bàn tay đầy máu của mình, phẫn nộ quát mày dám ra tay với tao sao? Đội trưởng Hoàng, tên này điên rồi. Hoàng Vân Quang cũng sững sờ, sau đó giận dữ gầm lên, Tiêu Chính Văn, lần này không ai cứu nổi cậu nữa đâu. Cậu dám ngang nhiên tấn công thanh tra, muốn vào tù à? Sau đó, ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc Hoàng Vân Quang, nói ông còn thời gian 1 phút. Nghe xong. Mặt Hoàng Vân Quang đanh lại, quát đâu ra cái lý lẽ đó chứ? Đến lúc này rồi mà cậu còn không nhận tội. Tội gì? Tiêu Chính Văn nhướng mày, sắc mặt lạnh như băng. Được lắm, tôi cũng lười đôi co với cậu. Cậu chuẩn bị tâm lý ngồi tù vài năm đi. Hoàng Vân Quang phẫn nộ quát rồi quay người định rời đi. Đúng lúc này, Tiêu Chính Văn lại nói, 10 phút đã hết. Dứt lời, nhiệt độ trong phòng thẩm vấn đột ngột hạ thấp, đến mức đóng băng. Hoàng Vân Quang cũng run rẩy cả người, cảm nhận được sát khí dày đặc bao trùm chưa từng có. Lúc này, đồng nghiệp kế bên đã chạy ra ngoài cầm máu, cả phòng thẩm vấn chỉ còn lại 2 người Hoàng Vân Quang và Tiêu Chính Văn. Không biết tại sao, Hoàng Vân Quang chỉ cảm thấy 2 chân dường như bị bất động. Sao lại thế? Trong lúc Hoàng Vân Quang còn đang chần chừ, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị mở ra, một người đàn ông vẻ mặt nghiêm nghị bước vào, toàn thân mặc đồ da. Sau lưng còn có 2 người đàn ông mặc thường phục, trên người cũng tỏa ra sát khí nhàn nhạt. Bọn họ vừa tiến vào, người đàn ông đứng đầu liền trình thẻ ngành của mình ra, nói với Hoàng Vân Quang, đội trưởng Hoàng, từ giờ trở đi, cả phân cục này do chúng tôi phụ trách, tất cả nhân viên và mọi việc ở đây cũng nghe theo sự chỉ đạo của tôi, bây giờ chúng tôi sẽ đưa người này đi. Hoàng Vân Quang nhìn thẻ ngành, lập tức bị dọa đổ mồ hôi lạnh. Người đàn ông trước mắt không phải ai khác. Mà chính là người thân cận bên cạnh Phó Tổng Tư lệnh Ngô, Tần Tứ Hải. Vâng vâng vâng, đội trưởng Tần, nếu ông đã đến rồi thì chúng tôi đi đây. Hoàng Vân Quang nở nụ cười thật tươi, sau đó nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, nhíu mày rồi quay người rời đi. Lúc này, trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại 3 người Tần Tứ Hải và Tiêu Chính Văn. Vẻ mặt Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn Tần Tứ Hải đang ngồi trên bàn làm việc, đối phương cũng khoanh 2 tay trước ngực. Lạnh giọng hỏi, Ngô Minh Chiết là do cậu đánh à? Chương 576, kinh động đến Tổng Tư lệnh. Tiêu Chính Văn cũng không phủ nhận, lạnh nhạt nói, là tôi. Tần Tứ Hải gật đầu, tiếp lời, được thôi, nếu cậu đã nhận thì đi theo chúng tôi. Dứt lời, Tần Tứ Hải gật đầu ra hiệu cho 2 cấp dưới bên cạnh đưa Tiêu Chính Văn đi. Nhưng sắc mặt Tiêu Chính Văn tối sầm lại, lạnh lùng nói, tôi không đi đâu cả, ngồi đây đợi thôi. Nghe xong, Tần Tứ Hải nhướng mày, cười nhạt, nói, đợi ai? Đợi cấp trên của các người tới đây xin lỗi tôi, Tiêu Chính Văn hờ hững nói. Nghe thấy vậy, Tần Tứ Hải và 2 cấp dưới của ông ta trố mắt nhìn nhau, sau đó cười lớn. Ông ta nói, cấp trên của tôi chính là Phó Tổng Tư lệnh Ngô của Tổng Cục, cậu nghĩ rằng cậu đánh con trai ông ấy xong thì ông ấy sẽ đến xin lỗi cậu sao? Tiêu Chính Văn nhếch miệng cười nói, đương nhiên. Được lắm thằng nhóc, to gan đấy. Nhưng cậu đúng là đang tìm đến cái chết, Tần Tứ Hải nhíu mày, sắc mặt trở nên u ám. Nói xong, Tần Tứ Hải ra hiệu cho 1 cấp dưới bên cạnh, khóa trái cửa phòng thẩm vấn lại. Sau đó, Tần Tứ Hải còn tắt hệ thống camera giám sát, lạnh lùng nói, quát con, bọn tao cũng không muốn phí lời với mày, chuyện ngày hôm nay chỉ cần mày nhận, những người khác sẽ không làm sao. Nếu mày không nhận, sau này có xảy ra chuyện gì bọn tao cũng không biết đâu. Trong lúc nói,
hai tên cấp dưới bên cạnh Tần Tứ Hải đã bước về phía Tiêu Chính Văn, đứng hai bên trái phải của anh. Ánh mắt Tiêu Chính Văn chứa sát khí lạnh lẽo, nói các ông muốn tra tấn bức cung sao? Tần Tứ Hải nhún vai, nói không, chỉ là thủ đoạn thẩm vấn thông thường thôi, dù sao, đối với tội phạm cứng đầu như mày thì thời kỳ đặc biệt sẽ phải dùng thủ đoạn đặc biệt. Dứt lời, Tần Tứ Hải liếc mắt, một gã đàn ông bên phải Tiêu Chính Văn, đè tay lên vai anh, cười khẩy nói, sao, nghĩ kỹ chưa? Tiêu Chính Văn khẽ cười, lắc đầu nói, thật ngại quá, con người tôi rất cứng đầu. Vừa dứt lời, gã đàn ông đó đột nhiên dùng sức, muốn vặn gãy vai Tiêu Chính Văn. Nhưng, trong khoảnh khắc đối phương dùng lực, Tiêu Chính Văn nhấc hai tay bị còng lên, giữ chặt cổ tay gã, sau đó rắc một tiếng, bẻ gãy cổ tay gã đó. Đồng thời, hai chân anh đột ngột đạp xuống đất, bỗng nhiên đứng bật dậy, thoát khỏi sự trói buộc của tên còn lại, nhấc chân đột nhiên đạp thật mạnh, khiến tên đó bay ra xa 3 mét, rầm một tiếng đập vào tường. Bụp! Bức tường đó nứt vỡ ngay lập tức, lớp xi măng bong chóc rơi xuống. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Tần Tứ Hải nhìn hai cấp dưới bị đánh bại, cau mày lại, trên mặt lóe lên sát khí lạnh lùng, tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn, gầm lên, mày dám ra tay. Mày biết đây là đâu không? Mày lại dám coi thường luật pháp? Tiêu Chính Văn quay người, ánh mắt sắc lạnh như băng, nhìn Tần Tứ Hải nói coi thường luật pháp. Tôi thấy các ông mới là kẻ dẫm đạp lên luật pháp của Hoa Quốc. Hôm nay, tôi muốn xem, nội bộ Tổng cục Thanh tra Tu Hà rốt cuộc có bao nhiêu kẻ cặn bã cậy quyền cậy thế như thế này. Mày muốn chết à? Tần Tứ Hải tức giận hét lên, đứng dậy, đột nhiên đánh một đòn về phía Tiêu Chính Văn. Dù sao, Tiêu Chính Văn cũng đang bị trói, trong mắt Tần Tứ Hải, anh chỉ là một kẻ đần độn ngang ngược mà thôi. Nhưng, cú đánh của Tần Tứ Hải rơi vào không khí. Tiêu Chính Văn nghiêng người, đồng thời nhấc chân đạp tới, bịch, đột nhiên đạp mạnh vào bụng Tần Tứ Hải, làm ông ta lùi lại 7-8 bước mới đứng vững được. Lúc này, Tần Tứ Hải đã nôn ra máu tươi. Ông ta lau khóe miệng dính máu, trong lòng kinh ngạc. Không ngờ tên này lại lợi hại như vậy. Ông ta cũng không nghĩ ngợi nhiều liền rút súng dắt bên hông ra, lạnh lùng chĩa vào Tiêu Chính Văn, phẫn nộ nói, dựa vào hành vi này của mày, tao có thể bắn chết mày ngay tại đây. Vậy sao, vậy ông bắn đi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, đồng thời nhấc chân, từng bước đi về phía Tần Tứ Hải. Lúc này, Tần Tứ Hải hoảng sợ, ánh mắt hung dữ lạnh lùng, tức giận nói, đứng im. Mày còn bước thêm một bước thì tao sẽ bóp cò. Nhưng Tiêu Chính Văn không hề dừng lại. Tần Tứ Hải nhướng mắt, bóp cò, bằng bằng hai phát súng vào Tiêu Chính Văn. Nhưng, điều khiến Tần Tứ Hải kinh ngạc đã xảy ra. Bóng dáng Tiêu Chính Văn đã biến mất. Đến khi ông ta phản ứng lại thì phát hiện súng trong tay mình không biết lúc nào đã nằm trong tay Tiêu Chính Văn. Lúc này đối phương cầm súng, chĩa thẳng vào đầu ông ta, lạnh lùng nói, ông nghĩ rằng liệu tôi có bắn không? Câu nói này khiến cả người Tần Tứ Hải run rẩy. Hai mắt ông ta trừng lớn, sắc mặt kinh sợ, toàn bộ cơ mặt đang rung rung. Mày đừng làm loạn, nếu mày bóp cò, chính là mưu sát lính tuần. Là tội chết, Tần Tứ Hải hét lên, cho dù dùng hết sức mình, âm thanh vẫn không ngừng run sợ. Bằng! Đột nhiên, một phát súng xẹt qua trán ông ta. Phát súng này của Tiêu Chính Văn bắn ngang qua lông mày của Tần Tứ Hải, viên đạn bắn vào tường bên kia, để lại một lỗ đạn. Lúc này, Tần Tứ Hải đã bị dọa đến mức hai chân cũng run rẩy theo. Cho dù ông ta đã trải qua nhiều tình cảnh nguy hiểm, nhưng khoảnh khắc viên đạn bay ngang qua vẫn khiến ông cảm nhận được cái chết đáng sợ chưa từng thấy. Khoảnh khắc đó, Tần Tứ Hải thở hổn hển, cơ thể mềm nhũn ngã phịch xuống đất, mồ hôi lạnh toát ra như mưa. Tiêu Chính Văn hờ hững ngồi xuống lần nữa, nhấc tay tháo rời từng phần của chiếc súng lục, vứt từng cái xuống trước mặt Tần Tứ Hải. Khoảnh khắc này, Tần Tứ Hải hoảng sợ, hoàn toàn hoảng sợ. Người đàn ông trước mắt có bản lĩnh đáng sợ, hơn nữa cực kỳ hiểu biết về súng, chắc chắn cậu ta không phải người bình thường. Rốt cuộc mày là ai? Tần Tứ Hải cố kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, hỏi một câu. Ánh mắt Tiêu Chính Văn vẫn rửng rưng, hai tay vòng qua sau đầu, nhắm mắt nói, ông không có tư cách biết tôi là ai. Nếu ông không muốn nhúng tay vào chuyện này thì tốt nhất bây giờ ra ngoài, nếu không, lát nữa tôi sợ là ông sẽ không chịu nổi đâu. Nghe đến đây, Tần Tứ Hải mơ hồ. Mỗi câu mỗi chữ đều mang theo sự uy hiếp,
Ông ta muốn phản bác, nhưng căn bản không có chút tự tin nào để phản bác. Cùng lúc đó, tại Tổng cục Thanh tra Tu Hà, Tống Hậu Lượng nghe điện thoại của Tống Băng Văn, cười nói, sao thế, sao lại gọi cho chú vào lúc này vậy? Chú, Tiêu Chính Văn bị bắt rồi, Tống Băng Văn sốt ruột nói, bởi vì cô ta vừa nhìn thấy đám người Tần Tứ Hải đi vào phòng thẩm vấn. Nghe thấy vậy, Tống Hậu Lượng kích động đứng bật dậy, hỏi cái gì? Anh Tiêu bị bắt rồi sao? Ai bắt, sao lại bị bắt? Tống Băng Văn kể lại toàn bộ sự việc của Ngô Minh Chiết. Sau khi nghe xong, Tống Hậu Lượng giận dữ, nói, hay lắm Ngô Minh Chiết, hay lắm Ngô Hảo Sinh, dám làm như vậy. Bọn họ biến Tu Hà trở thành sân sau của mình rồi chắc. Băng Văn, cháu cứ đợi ở đó, chú lập tức đến ngay. Cúp điện thoại, lửa giận của Tống Hậu Lượng xông thẳng lên não, gọi đến một số, tức giận nói, lập tức thông báo cho Ngô Hảo Sinh, bảo ông ta cút đến phân cục số 4. Chương 577, Tư lệnh Tống. Đồng thời, trong một biệt viện nào đó, Ngô Hảo Sinh đang mây mưa với tình nhân của mình, sắp đến thời khắc cao trào thì đột nhiên điện thoại ông ta đổ chuông. Tiếng chuông lúc đó đã dọa Ngô Hảo Sinh run cầm cập, lông mày nhíu lại, cầm lấy điện thoại quát lên, ai đó? Không phải đã nói đêm nay không được làm phiền tôi sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói cung kính, Phó Tổng Tư lệnh Ngô, tôi vừa nhận được điện thoại của Tổng Tư lệnh Tống, bảo ông lập tức đến phân cục số 4. Trong vòng 20 phút mà không đến thì sẽ cách chức ông. Nghe thấy vậy, Ngô Hảo Sinh nhíu chặt mày, ánh mắt hơi kinh ngạc và hoảng hốt, nói cái gì? Tổng Tư lệnh Tống nói vậy thật sao? Vâng, Phó Tổng Tư lệnh Ngô, tuyệt đối chính xác, tôi đang ở trước cổng đợi ông rồi, ông mau xuống đi, trợ lý nôn nóng nói. Ngô Hảo Sinh nhíu mày, cúp điện thoại xong vội vội vàng vàng đứng bật dậy, rời khỏi biệt viện, chạy đến trước cổng, ngồi vào trong xe. Lo lắng hỏi trợ lý phía đối diện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Tổng Tư lệnh Tống lại đột nhiên bảo tôi đến phân cục số 4? Có phải đã xảy ra chuyện lớn gì rồi không? Trợ lý vừa lái xe vừa lắc đầu nói, Phó Tổng Tư lệnh Ngô, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ, trong điện thoại Tổng Tư lệnh Tống cũng không nói gì, chỉ bảo ông lập tức tới phân cục số 4. Nghe xong, sắc mặt Ngô Hảo Sinh trở nên u ám, trong lòng thấp thỏm không yên. Chẳng lẽ, việc mình làm đã bị phát hiện rồi sao? Tống Hậu Lượng chuẩn bị ra tay với mình à? Vậy mình có nên dùng đến con át chủ bài không? Nghĩ vậy, sắc mặt Ngô Hảo Sinh càng lúc càng tối sầm lại. 10 phút sau, xe chuyên dụng của Ngô Hảo Sinh đã tới phân cục số 4, dừng xe trước cửa. Chiếc xe vừa tiến vào, đồng nghiệp phân cục số 4 bao gồm cả ông Hoàng đích thân ra đón. Đứng đầu đám người chính là Ngô Minh Chiết với vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Không ngờ rằng bố hắn lại đến đây. Chẳng lẽ bố hắn đã biết rồi? Ông ấy đến đây để giúp hắn sao? Cửa xe mở ra, Ngô Hảo Sinh bước xuống, thấy Ngô Minh Chiết ra đón liền cau mày hỏi, Minh Chiết, sao con lại ở đây? Lúc này Ngô Minh Chiết cũng nghi ngờ, hỏi ngược lại, bố, không phải bố đến để lấy lại thể diện cho con sao? Ngô Hảo Sinh cau mày, hạ thấp giọng nói, con nói cái gì vậy? Con cũng không xem đây là nơi nào, đừng ăn nói bậy bạ. Có điều, Ngô Hảo Sinh cũng chú ý đến vết thương trên người con trai mình, hỏi, vết thương trên người con là thế nào đấy? Lại đánh nhau với ai à? Ngô Minh Chiết vội vàng nói, bố, con bị người ta đánh, bố xem những vết thương trên người con đây này, tên đó bị bắt ở bên trong, đang bị đám người anh Tần thẩm vấn rồi. Nghe xong, sắc mặt Ngô Hảo Sinh tối sầm lại, nghiêng đầu liếc Hoàng Vân Quang bên cạnh, lạnh giọng hỏi, đội trưởng Hoàng, chuyện này là sao? Hoàng Vân Quang vội cúi người cười nói, Phó Tổng Tư lệnh Ngô, ông yên tâm, tội phạm đang ở bên trong, nhất định sẽ cho ông một lời giải thích thỏa đáng. Ngô Hảo Sinh gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi, Tổng Tư lệnh Tống đâu, đến chưa? Tổng Tư lệnh Tống. Hoàng Vân Quang đầy vẻ nghi hoặc hỏi, không có, sao vậy ạ? Chẳng lẽ Tổng Tư lệnh Tống cũng đến đây? Nghe câu này, sắc mặt Ngô Hảo Sinh càng khó coi hơn. Chuyện gì thế này? Khi đám người ở đây đều đang ngờ vực thì ở cổng phân cục số 4, một chiếc xe tiến vào. Đó chính là xe chuyên dụng của Tổng Tư lệnh Thanh tra Tu Hà. Nhìn thấy chiếc xe tiến vào, tất cả mọi người lập tức đứng sang một bên, cung kính đợi cửa xe mở ra. Lúc này, sắc mặt Hoàng Vân Quang kinh ngạc, nội tâm bất an, đột nhiên cuộn trào dữ dội. Chuyện gì vậy? Hôm nay gió thổi hướng nào thế,
Sao hai nhân vật lớn của Tổng cục Thanh tra Tu Hà đều đích thân đến phân cục số 4 vậy? Không biết tại sao, khoảnh khắc đó mắt phải của Hoàng Vân Quang nháy liên tục, bên tai đột nhiên vang lên từng câu nói của Tiêu Chính Văn khi còn trong phòng thẩm vấn. Chẳng lẽ là tới vì cậu ta? Nhưng không thể nào. Hoàng Vân Quang đã điều tra thân phận của Tiêu Chính Văn. Anh chỉ là kẻ sống sót duy nhất của nhà họ Tiêu 5 năm về trước, bây giờ cũng chỉ là một thằng ở rể vô dụng của nhà họ Khương, căn bản không hề có bất kỳ thực lực nào đáng để nhắc đến. Một kẻ tầm thường không thể tầm thường hơn, sao có thể kinh động đến hai nhân vật lớn cao xa vời vợi này chứ? Nhất định là ông ta nghĩ sai rồi. Lúc Hoàng Vân Quang đang nghĩ ngợi lung tung, Tống Hậu Lượng bước xuống xe với sắc mặt u ám, ánh mắt sắc bén liếc nhìn tất cả mọi người, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Ngô Hào Sinh. Ngô Hào Sinh vội khom lưng, nói Tổng Tư lệnh Tống, muộn thế này ông gọi tôi tới, là có chuyện lớn gì cần dặn dò sao? Tống Hậu Lượng lạnh lùng nhìn ông ta, sau đó, bước về phía Hoàng Vân Quang nói, có phải tối nay, phân cục các ông đã bắt một người tên là Tiêu Chính Văn không? Soạt! Nghe đến đây, Hoàng Vân Quang liền kinh hoàng. Ông ấy đến đây vì Tiêu Chính Văn thật sao? Ông ta đứng ra trước, cúi đầu nói, đúng vậy, thưa Tổng Tư lệnh Tống, tối nay phân cục chúng tôi đúng là đã bắt một kẻ tên là Tiêu Chính Văn, cậu ta có dính líu đến việc đánh nhau gây mất trật tự, cố ý làm người khác bị thương, còn tấn công lính Tuần, đang bị đội trưởng Tần thẩm vấn. Thật sao? Tống Hậu Lượng trầm giọng hỏi, giữa hai mày xuất hiện sát khí lạnh lùng sắc bén. Chỉ hai chữ đơn giản này đã khiến Hoàng Vân Quang như đứng trước quân địch hùng mạnh, toàn thân run rẩy. Uy lực của Tống Hậu Lượng quá mạnh mẽ. Gây áp lực khiến Hoàng Vân Quang không dám thở mạnh. Không chỉ ông ta mà ngay cả Ngô Hào Sinh cũng cảm nhận được cơn giận trên người Tống Hậu Lượng. Người tên Tiêu Chính Văn này là ai? Lại có thể khiến Tống Hậu Lượng đích thân chạy đến đây một chuyến. Đợi đã, cái tên này nghe có vẻ quen quen. Không phải vừa nãy Hoàng Vân Quang nhắc đến phạm tội đánh con trai mình sao? Mặt Ngô Hào Sinh liền biến sắc, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, Tống Băng Văn vội vàng bước tới. Sau khi Ngô Minh Chiết nhìn thấy Tống Băng Văn, lập tức chỉ thẳng mặt hét lên, bố, chính là người này, còn bao che thằng khốn đã đánh con, bố mau hạ lệnh bắt cô ta lại đi. Nghe đến đây, Ngô Hào Sinh cau mày, nghiêng đầu trừng mắt với Ngô Minh Chiết, giơ tay tát lên mặt hắn. Quát, câm miệng. Cú tát này khiến Ngô Minh Chiết hoảng hốt, lập tức hỏi lại, bố, sao bố lại đánh con? Hắn vừa dứt lời, Tống Băng Văn đã đến trước mặt Tống Hậu Lượng, nói chú. Tống Hậu Lượng hờ hững gật đầu. Chú. Trong nháy mắt, Ngô Minh Chiết cũng sững sờ. Tống Băng Văn lại gọi Tổng Tư lệnh Tống là chú. Tống. Vãi trưởng. Trong nội tâm Hoàng Vân Quang như có hàng ngàn con ngựa phi nhanh qua. Kêu thầm lên, xong đời rồi. Xong hết rồi. Sắc mặt Ngô Minh Chiết cũng cực kỳ hoảng sợ, nhìn Tống Băng Văn bằng ánh mắt không thể tin nổi. Ánh mắt Tống Băng Văn sắc lạnh, sốt ruột nói, nhanh, Tiêu Chính Văn còn ở bên trong, cháu lo mấy người Tần Tứ Hải sẽ gây bất lợi cho anh ấy. Nghe đến đây, Tống Hậu Lượng cũng nôn nóng, vội quát lên, Hoàng Vân Quang, dẫn đường. Chương 578, cầu xin được mở còng tay. Vâng vâng vâng. Hoàng Vân Quang hoảng sợ, vội vàng dẫn đường, nhanh chóng bước về phía phòng thẩm vấn. Trên đường, rất nhiều lần ông ta suýt nữa đã ngã nhào. Hoảng sợ, cực kỳ hoảng sợ. Khi mọi người đến trước cửa phòng thẩm vấn, Hoàng Vân Quang lóng ngóng tay chân lấy chìa khóa mở cửa. Vừa mở ra, mùi máu tươi từ trong phòng ập vào mặt. Mọi người định thần lại bước thẳng vào, liền thấy hai cấp dưới của Tần Tứ Hải đang nằm trong vũng máu, không ngừng kêu rên. Tần Tứ Hải đang quỳ dưới đất, mũi miệng đầy máu, hai chân hai tay cũng đã bị gãy. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người ngoài cửa đều cảm thấy ớn lạnh. Hoàng Vân Quang không thể chịu được nữa, nôn thốc nôn tháo. Trong phòng thẩm vấn, Tiêu Chính Văn dửng dưng ngồi nguyên tại chỗ, ánh mắt lóe lên sát khí lạnh thấu xương, liếc mắt nhìn những người ngoài cửa, như ánh mắt đại bàng khiến người người sợ hãi. Ngô Hào Sinh thấy người thân cận mà mình yêu quý nhất thê thảm như vậy, lập tức khản cổ gào lên, đội trưởng Hoàng, mau đỡ cậu ấy dậy. Đây đúng là tên côn đồ độc ác man dợ, dám ra tay với người của tôi nặng như vậy ngay tại đây. Ngô Hào Sinh giận dữ, Tần Tứ Hải là đàn em thân cận của ông ta, đã giúp ông ta làm không ít việc. Bây giờ,
người thanh niên trước mắt lại dám đánh Tần Tứ Hải tàn phế, đây là đang tát vào mặt ông ta. Cùng với tiếng gào thét của Ngô Hào Sinh, Hoàng Vân Quang bị dọa sợ đến mức căn bản không dám nhúc nhích. Bởi vì, bây giờ ông ta hoàn toàn không biết nên làm gì. Ngô Minh Chiết sau lưng Ngô Hào Sinh khi thấy cảnh tượng bên trong phòng thẩm vấn đã bị dọa sợ chết khiếp, nhưng sau đó lại nở nụ cười khẩy hung ác, hắn hét toáng lên, bố. Chính là hắn, chính hắn đã đánh con, bây giờ lại còn dám đả thương mấy người anh Tần, bố mau bắt kẻ điên này lại xử bắn đi. Nhưng đúng vào lúc này, Tống Hậu Lượng đột nhiên tiến lên phía trước, cúi người nói với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, xin lỗi, tôi đến chậm một bước, khiến anh phải chịu uất ức rồi. Dầm! Cảnh tượng này khiến toàn bộ người có mặt ở đó đều như bùng nổ. Chuyện gì thế này? Đó là kẻ cực kỳ độc ác cơ mà. Tổng tư lệnh Tống sao lại phải xin lỗi hắn, hơn nữa, thái độ lại cung kính như thế. Ngay lập tức, lông mày Ngô Hào Sinh nhíu chặt lại. Giữ chức vụ phó tổng tư lệnh lâu năm đã giúp ông ta có tầm nhìn xa trông rộng, lúc này cũng lập tức nghĩ ra điều gì đó, nhìn chằm chằm Tống Hậu Lượng và Tiêu Chính Văn. Giác quan thứ 6 mạnh mẽ nói cho ông ta biết, xong rồi, xảy ra chuyện rồi. Đúng như dự đoán, lúc Tống Hậu Lượng nhìn thấy còng tay còn trên cổ tay Tiêu Chính Văn, đột ngột nổi giận, quay người quát lên, ai đã còng tay anh Tiêu lại hả? Một tiếng gầm giận dữ như sấm sét khiến cả phân cục số 4 phải kinh hoàng. Hoàng Vân Quang lập tức đứng dậy, run rẩy nói tôi, là tôi. Mở nó ra. Tống Hậu Lượng giận dữ quát lên. Vẻ mặt Hoàng Vân Quang hoảng hốt, nghiêng đầu liếc nhìn Ngô Hào Sinh. Ngô Hào Sinh cau mày, cuối cùng không nhịn được nữa, hạ giọng lạnh lùng chất vấn, tổng tư lệnh Tống, cho dù thằng nhóc này là người thân của ông thì ông cũng không thể bao che như vậy chứ. Dám đánh nhiều lính tuần bị thương nặng trong phân cục là tội nặng đấy. Nhưng, Tống Hậu Lượng nghiêng đầu, ánh mắt lạnh băng trừng Ngô Hào Sinh, cười lớn hỏi, phó tổng tư lệnh Ngô, ông có biết rằng, anh Tiêu đang ngồi trước mặt ông bây giờ là ai không? Là ai? Chẳng lẽ là nhân vật lớn nào sao? Ngô Hào Sinh bất mãn nói. Tống Hậu Lượng cười khẩy, sau đó gần giọng nói lớn, anh ấy chính là chủ soái Bắc Lương tiền nhiệm. Ầm ầm ầm. Câu nói này như sét đánh giữa trời quang, khiến tất cả mọi người như nổ tung. Chủ soái Bắc Lương tiền nhiệm. Trời ạ! À, sao cậu ta có thể là chủ soái Bắc Lương tiền nhiệm được chứ? Lúc này Ngô Hào Sinh sững sờ đứng im tại chỗ, sắc mặt nghiêm trọng. Mẹ kiếp, là nhân vật lớn thật. Ngô Minh Chiết cũng bị dọa run lẩy bẩy, trợn tròn mắt. Đám người Tần Tứ Hải dưới đất cũng đờ đẫn theo, đã sớm bị dọa hồn bay phách lạc. Hoàng Vân Quang sợ hãi hai chân run rẩy, trán toát mồ hôi lạnh. Hoảng cái gì mà hoảng? Mở ra, Tống Hậu Lượng gầm lên, ánh mắt bùng lên ngọn lửa giận. Khoảnh khắc đó, Hoàng Vân Quang kiềm chế nỗi sợ hãi, cả người run bần bật, bước từng bước đến trước mặt Tiêu Chính Văn, bàn tay run như cầy sấy cầm chìa khóa cúi người muốn mở còng tay trên cổ tay Tiêu Chính Văn. Nhưng, Tiêu Chính Văn đột nhiên nhấc tay, nhếch miệng cười nhạt. Hoàng Vân Quang hoảng hốt, trưng ra khuôn mặt cười, chịu đựng nhiệt độ không khí xung quanh đang hạ thấp, nói chủ soái, để tôi giúp cậu mở nó ra. Dứt lời, ông ta lại giơ tay lên. Nhưng Tiêu Chính Văn lại nhấc tay lần nữa, nói, đội trưởng Hoàng, còn nhớ những gì tôi nói với ông lúc trước không? Hoàng Vân Quang cau mày, từng giọt mồ hôi chảy xuống. Chủ soái, tôi sai rồi, cầu xin cậu hãy để tôi mở khóa cho cậu. Gần như ngay lập tức Hoàng Vân Quang cầu xin tha thứ. Tiêu Chính Văn cười phá lên, bắt chéo hai chân, hai tay ôm sau đầu nói, không đủ thành ý. Nghe đến câu này, Hoàng Vân Quang lau mồ hôi lạnh trên trán. Sắc mặt trở nên phức tạp, rất khó coi và kinh hoàng. Sau đó, ông ta quỳ xuống đất nói, chủ soái, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi, cầu xin cậu hãy để tôi mở còng tay cho cậu. Thấy vậy, Tiêu Chính Văn mới lạnh nhạt đưa tay qua. Hoàng Vân Quang vội vàng mở nó ra. Còng tay rơi xuống đất, như thể một loại tín hiệu. Tiêu Chính Văn đứng dậy, lạnh lùng liếc về phía Ngô Minh Chiết chỉ tay nói, cậu, tới đây. Lúc này Ngô Minh Chiết bị dọa hai chân run rẩy, căn bản đứng không vững. Đây là chủ soái Bắc Lương tiền nhiệm, tiếng tăm lừng lẫy. Gần như một giây sau, hắn quỳ phịch xuống đất, kêu gào thảm thiết, chủ soái, tôi sai rồi, tôi không nên ức hiếp đám người hiểu vũ, cầu xin anh tha thứ cho tôi. Thấy Ngô Minh Chiết nhục nhã quỳ xuống, Tiêu Chính Văn bất lực lắc đầu,
nói tiếp, lúc trước cậu đã nói, bố cậu là phó tổng tư lệnh, muốn bắt ai thì bắt đúng không? Nghe xong Ngô Hào Sinh khẽ run rẩy, hai má giật giật, nghiêng đầu tức giận trừng mắt nhìn thằng con trai ngu xuẩn của mình. Mẹ kiếp, mày đang đẩy bố mày vào hố lửa đấy. Bịch. Ngô Hào Sinh lập tức đá mạnh khiến Ngô Minh Chiết ngã phịch xuống đất, quát mắng, đồ bất hiếu. Ngày thường tao dạy mày thế nào hả? Mày dám dùng tên tuổi của tao để làm những chuyện phi pháp này sao? Giờ tao chỉ muốn đánh chết mày. Nói xong, Ngô Hào Sinh lại tát vài bạt tai lên mặt Ngô Minh Chiết đến khi miệng hắn chảy máu mới dừng lại. Sau đó, ông ta nở nụ cười nhìn Tiêu Chính Văn nói, chủ soái, thật xin lỗi, là tôi dạy dỗ không nghiêm, để thằng con bất hiếu này xúc phạm cậu, ngày thường tôi đều dạy nó tuân thủ pháp luật, nó cũng ít khi mắc lỗi lắm, lần này có thể do quá hồ đồ, vẫn mong chủ soái bao dung, cho con trai tôi một cơ hội làm lại. Dứt lời, Ngô Hào Sinh còn nhìn về phía Tống Hậu Lượng, nhưng anh ta không hề nói giúp câu nào. Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nhướng mày liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của Ngô Hào Sinh, nói, phó tổng tư lệnh Ngô, ý của ông là, đây là lần đầu hắn mắc lỗi sao? Ngô Hào Sinh cười nói, đúng đúng đúng, chủ soái, cậu rộng lượng từ bi, tha cho nó một lần. Còn mấy cô gái kia, không phải vẫn bình an vô sự sao, nếu không được nữa thì tôi sẽ bảo Minh Chiết đến xin lỗi bọn họ. Ha ha, Tiêu Chính Văn bật cười, khuôn mặt đằng đằng sát khí lạnh lùng, nói, vậy nếu tôi không định tha cho con trai ông thì sao? Chương 579, tôi muốn bắt ông thì không cần chỉ thị. Nghe thấy vậy, sắc mặt Ngô Hào Sinh sững sờ. Tiếp đó, ông ta nặn ra nụ cười, nói chủ soái, nên tha thì tha đi, huống hồ tốt xấu gì tôi cũng là phó tổng tư lệnh của Tu Hà, cũng coi như có chút địa vị và thực lực. Còn cậu chẳng qua chỉ là chủ soái tiền nhiệm mà thôi, bây giờ không quyền không thế, tôi thấy vẫn là, Ngô Hào Sinh không nói hết, mà dừng lại ở đây. Nhưng mọi người đều hiểu ẩn ý trong lời nói đó. Tiêu Chính Văn là chủ soái Bắc Lương tiền nhiệm, bây giờ không quyền thế thì chính là một người bình thường. Còn Ngô Hào Sinh là phó tổng tư lệnh Tu Hà, hiện giờ địa vị và thân phận đều cao hơn Tiêu Chính Văn. Nghe những lời này của Ngô Hào Sinh, sắc mặt Tống Hậu Lượng u ám, tức giận nói, Ngô Hào Sinh. Ông đang nói gì thế? Dám bất kính với chủ soái Bắc Lương, còn dám nói ra những lời hỗn láo đó, ông coi tôi không tồn tại à? Tống Hậu Lượng rất tức giận, tên Ngô Hào Sinh này ngang ngược quá rồi. Chức vị cao lại dám xem thường luật pháp, còn dám bất kính với chủ soái Bắc Lương. Thế nhưng, Ngô Hào Sinh cười khẩy đáp, tổng tư lệnh Tống à, đừng kích động thế, không phải tôi đang nói chuyện với chủ soái Bắc Lượng tiền nhiệm sao? Vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ, mọi người nhường nhau chút, chuyện nhỏ hóa không là được rồi. Hay là tối nay tôi làm chủ, mọi người cùng đến nhà hàng Lê Hoa Lâu, uống ly rượu, thế nào? Tống Hậu Lượng nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chính Văn. Nhỏ giọng nói, anh Tiêu, anh thấy thế nào? Tiêu Chính Văn nghiêng đầu, nhìn sang Tống Hậu Lượng, lạnh lùng hỏi, nếu tôi muốn giam giữ, cách chức ông ta thì cần làm gì? Câu nói này tựa như sét đánh ngang tai, chấn động đến mức tất cả mọi người đều run rẩy. Nhất là Ngô Hào Sinh, sắc mặt nhăn nhó trước, khóe mắt lóe lên sự lạnh lùng, sau đó lắc đầu, tỏ ra rất khinh thường, sao, cậu còn muốn cách chức xét xử tôi à? Quá là buồn cười. Một vua Bắc Lương tiền nhiệm mà cũng dám nói năng ngông cuồng. Lông mày Tống Hậu Lượng nhíu lại, nói anh Tiêu, Ngô Hào Sinh là phó tổng tư lệnh, chức vị của ông ta thay đổi không phải chuyện chúng ta có thể điều khiển, cần bên phía tỉnh quyết định. Hơn nữa muốn giam giữ ông ta, nếu không có chứng cứ liên quan xác thực ông ta vi phạm kỷ luật, thì không thể giam giữ tùy ý được. Tiêu Chính Văn gật đầu, nói, hiểu rồi. Sau đó, anh nhìn sang Ngô Hào Sinh đang mang vẻ mặt rửng rưng. Nói, bây giờ tôi muốn bãi bỏ chức phó tổng tư lệnh của ông, đồng thời giam giữ ông vì tội bao che, vì tình riêng mà làm chuyện bất hợp pháp, ông có lời oán thán không? Trong cả phòng thẩm vấn, nhiệt độ bỗng giảm xuống. Khuôn mặt Ngô Hào Sinh nghi hoặc nhìn Tiêu Chính Văn, hỏi ngược lại, chủ soái Tiêu, lẽ nào vừa nãy cậu không nghe rõ lời tổng tư lệnh Tống nói sao? Chức vị của tôi thay đổi là cần bên phía tỉnh quyết định, ngoài ra... Không có chứng cứ xác nhận tôi vi phạm kỷ luật thì các người không có quyền bắt tôi. Nói xong câu này, khóe miệng Ngô Hào Sinh nở nụ cười tự tin. Thế nhưng, mày Tiêu Chính Văn lại nhướng lên, khoanh tay nói, tôi nói ông có tội thì ông có tội, tôi muốn cách chức ông, không cần bên phía tỉnh quyết định.
Nếu ông muốn chứng cứ, được, lát nữa tôi sẽ lấy cho ông. Nghe vậy, Ngô Hào Sinh nổi giận. Chủ soái Tiêu, tôi vẫn luôn nói chuyện đàng hoàng với cậu, là kính trọng cậu từng là chủ soái Bắc Lương, nhưng nếu cậu cứ giữ thái độ như thế thì đừng trách Ngô Hào Sinh tôi không nể mặt. Cậu chẳng qua chỉ là một chủ soái tiền nhiệm, không quyền không thế, tôi muốn bắt cậu thì dễ như trở bàn tay. Ngô Hào Sinh tức giận quát mấy câu, ánh mắt hiện ra vẻ lạnh lùng. Lúc này Ngô Minh Chiết cũng vội vàng đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tiêu Chính Văn chăm chú, nói, hừ. Một chủ soái tiền nhiệm thôi mà, bố tao không sợ mày đâu. Hỗn láo, Ngô Hào Sinh, ông muốn làm gì? Tống Hậu Lượng tức giận nói, có tôi ở đây, tôi xem ông động đến anh Tiêu bằng cách nào. Trong nội bộ chính quyền là như vậy. Mặc dù Tống Hậu Lượng là Tổng Tư lệnh, Ngô Hào Sinh là Phó Tổng Tư lệnh. Về chức vị Tống Hậu Lượng cao hơn Ngô Hào Sinh một bậc, nhưng hai người luôn cạnh tranh kìm kẹp lẫn nhau. Tống Hậu Lượng muốn làm gì Ngô Hào Sinh cũng phải xin phép tỉnh. Ngô Hào Sinh cười ha ha, nói Tổng Tư lệnh Tống, ông đừng dọa tôi, chức quyền của ông không có cách nào động vào tôi đâu. Ông, Tống Hậu Lượng nghe vậy, kiềm chế lửa giận trong lòng. Anh ta đã muốn động đến Ngô Hào Sinh từ lâu, nhưng lực bất tòng tâm, cho nên mãi vẫn không ra tay. Và lại, bắt lãnh đạo cấp cao như vậy cũng cần kế hoạch chu đáo, không phải thuận miệng nói mấy câu là được. Nhưng Tiêu Chính Văn lại nói một cách lạnh lùng, anh ta không có quyền động đến ông nhưng tôi thì có. Bỗng nhiên, một tên lính tuần xông vào, hô lên, không hay rồi. Có 500 binh lính của sở chỉ huy quân đội đến. Được trang bị đầy đủ vũ trang, cả đám người đều hít sâu một hơi khí lạnh. Lộc cộc. Giây tiếp theo, tiếng bước chân dồn dập. Vang khắp cả phân cục. Lúc này, cả phân cục đã bị 500 binh lính vũ trang đầy đủ bao vây. 7-8 chiếc xe jeep xông thẳng vào sân lớn của phân cục. Sau đó, một sĩ quan mang quân hàm thượng úy trên vai nhanh chóng nhảy xuống từ trên xe, trên người mặc quân phục màu xanh đậm, đeo súng lục, mang giày da, đi xuyên qua những tên lính tuần đã bị dọa sợ sững sờ, bước về phía phòng thẩm vấn. Bên này, đám người Ngô Hào Sinh cũng đã nhìn thấy thượng úy đang bước đến. Đối phương phớt lờ bọn họ, bước đến trước Tiêu Chính Văn, đứng nghiêm chào, hô lên, Tổng Chỉ huy, quân đội tôi nghe lệnh, tập hợp xong 500 binh lính, chờ anh đưa ra chỉ thị. Câu nói này khiến toàn hội trường chết lặng. Tổng Chỉ huy, Ngô Hào Sinh ngơ ngác, Ngô Minh Chiết luống cuống, không dám tin cảnh tượng trước mắt. Tiêu Chính Văn là Tổng Chỉ huy ư. Đương nhiên Ngô Hào Sinh cũng biết chuyện sở chỉ huy quân đội Tu Hà đã đổi tổng chỉ huy. Nhưng ông ta hoàn toàn không ngờ được rằng, tổng chỉ huy mới lại là Tiêu Chính Văn. Không phải cậu ta là chủ soái Bắc Lương tiền nhiệm, đã từ chức chủ soái sao? Tại sao lại là tổng chỉ huy mới của sở chỉ huy quân đội Tu Hà chứ? Lúc trán Ngô Hào Sinh đầm đìa mồ hôi, trong lòng sợ hãi hoảng loạn, Tiêu Chính Văn đã khoanh tay đến trước mặt ông ta, lạnh lùng nói, Phó Tổng Tư lệnh. Bây giờ ông cảm thấy tôi có thể động đến ông không? Bùm! Câu nói này giống như một tiếng nổ, nổ tung trong lòng Ngô Hào Sinh. Lúc này, Ngô Hào Sinh luống cuống, vội nói, Tổng Chỉ huy Tiêu, xin lỗi, vừa nãy đều là hiểu lầm, cậu rộng lượng từ bi đừng để bụng. Thế nhưng Tiêu Chính Văn xua tay, lạnh lùng nói, lôi ông ta xuống. Bỗng nhiên, hai tên lính bước lên, giữ Ngô Hào Sinh lại. Lúc đó, Ngô Hào Sinh hét lên đứt hơi khản tiếng, không, cậu không thể bắt tôi. Tôi là Phó Tổng Tư lệnh, muốn bắt tôi phải có giấy triệu tập của cấp trên, cậu làm vậy là vượt quy tắc chức quyền. Tiêu Chính Văn thẳng chân đá Ngô Hào Sinh ra ngoài, lạnh lùng nói, tôi muốn bắt ông thì không cần giấy tờ gì cả. Còn về chứng cứ ông vi phạm kỷ luật, rất nhanh sẽ tra rõ. Đưa đi, vừa dứt lời, mấy binh lính đưa toàn bộ đám người Ngô Hào Sinh, Ngô Minh Chiết và Hoàng Vân Quang đi. Ngô Hào Sinh gào thét, đáng chết, cậu không được động vào tôi. Phía sau tôi có nhà họ Viên chống lưng. Tiêu Chính Văn, chúng ta còn sẽ gặp lại. Sớm muộn, tôi cũng sẽ báo thù. Khi đám người Ngô Hào Sinh khuất bóng, Tiêu Chính Văn mới nhướng mày nhìn Tống Hậu Lượng, hỏi, Ngô Hào Sinh có lai lịch gì? Ông ta quen biết nhà họ Viên sao? Chương 580, chỉ là một chiến thần thôi mà. Nghe câu hỏi của Tiêu Chính Văn, Tống Hậu Lượng vội vàng gật đầu nói, vâng thưa chủ soái Tiêu, Ngô Hào Sinh là khách quý của nhà họ Viên, sau lưng có nhà họ Viên chống đỡ bao năm nay.
Cũng chính vì ông ta có nhà họ Viên chống lưng ủng hộ nên ông ta mới có thể có vị trí này, mà không ai dám làm gì ông ta. Tiêu Chính Văn gật đầu, giữa hai lông mày lóe lên tia sát khí, nói tôi biết rồi, về chứng cứ phạm pháp và kỷ luật của Ngô Hào Sinh, tôi sẽ nhanh chóng đưa cho anh chỉ cần biết, nghiêm khắc chỉ tội, tóm gọn mạng lưới sau lưng ông ta là được, những chuyện khác cứ để tôi xử lý. Tống Hậu Lượng ngơ ngác, sắc mặt đầy kích động và cung kính nói, chủ soái Tiêu, tôi nhất định sắp xếp ổn thỏa, tuyệt đối không để anh thất vọng. Sau đó họ nói tiếp vài câu, Tiêu Chính Văn mới rời khỏi phân cục. Không lâu sau, một tin tức truyền ra làm chấn động cả Tu Hà. Phó Tổng Tư lệnh Ngô Hào Sinh của Tu Hà bị đình chỉ công tác, toàn thành phố thu thập chứng cứ vi phạm pháp luật và kỷ luật của ông ta, mọi người có thể báo cáo ẩn danh trên đường dây nóng, đồng thời được nhận được phần thưởng. Vừa bắt đầu, không có ai dám ẩn danh báo cáo. Bởi vì, thế lực của Ngô Hào Sinh quá lớn, nên sớm đã hình thành tư tưởng ăn sâu vào suy nghĩ của mọi người. Họ cho rằng tin tức này là giả, là cái bẫy. Nhưng sau này tin tức Ngô Hào Sinh bị bắt được phát sóng trực tiếp trên truyền hình, tất cả người dân Tu Hà đều kích động. Điện thoại ẩn danh báo cáo cũng bị quá tải. Bên này, sau khi Tiêu Chính Văn rời khỏi phân cục quay về nhà. Không lâu sau đã có người nhà họ Lâu tỉnh Vân Hải đến chào hỏi. Người đàn ông hơn 30 tuổi bước vào cửa, cả người mặc vest màu xám, còn lịch sự chuẩn bị quà cáp. Anh Tiêu, chào anh, tôi tên là Lâu Khải Hà, người nhà họ Lâu, lần này tới là muốn mời anh đến nhà họ Lâu ở Vân Hải, ngồi trò chuyện về chuyện của Lâu Hán Long và Lâu Kiệt. Lâu Khải Hà cung kính nói. Tiêu Chính Văn dửng dưng ngồi trên ghế sofa, uống một ngụm trà nhướng mày nói, nhà họ Lâu mời tôi tới nhà sao? Lâu Khải Hà gật đầu nói, vâng, thưa anh Tiêu. Ha ha! Tiêu Chính Văn nói, nếu tôi nhớ không nhầm, trước đó tôi đã cảnh cáo nhà họ Lâu hai lần, nhưng nhà họ Lâu lại không hề để tâm. Bây giờ Lâu Hán Long bị bắt, các anh lại muốn mời tôi qua đó bàn bạc, có phải là quá coi trọng bản thân rồi không? Nghe thấy vậy, Lâu Khải Hà run rẩy, khóe miệng giật giật, nhưng vẫn nở nụ cười nói, anh Tiêu, tôi thay mặt nhà họ Lâu, xin lỗi anh về hiểu lầm trước đây, vẫn hy vọng anh Tiêu rộng lượng bỏ qua cho người thấp kém như chúng tôi. Cho nhà họ Lâu một cơ hội. Chỉ cần anh Tiêu đồng ý ngồi xuống nói chuyện, nhà họ Lâu tôi nhất định thể hiện trọn vẹn tấm lòng thành, nhất định sẽ khiến anh Tiêu hài lòng. Tiêu Chính Văn nhướng mày, ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn đối phương, nói, nếu tôi không đồng ý ngồi xuống nói chuyện thì sao? Nghe xong, Lâu Khải Hà cũng thu lại nụ cười, nói, anh Tiêu, chúng tôi biết vị trí của anh ở sở chỉ huy quân đội Tu Hà là không thấp, nhưng cho dù vị trí của anh có cao ngút trời đi chăng nữa, chỉ sợ cũng không sánh bằng tướng quân ở chiến khu của nhà họ Lâu chúng tôi. Tiêu Chính Văn cau mày, sau đó cười khẩy hỏi ngược lại, nhà họ Lâu có một vị tướng quân ở chiến khu sao? Đúng, không giấu gì anh, tướng quân nhà họ Lâu chúng tôi còn là một vị cường giả cấp chiến thần. Lâu Khải Hà nói đến đây, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, nói tiếp, sao nào, anh Tiêu, bây giờ đã chấp nhận ngồi xuống nói chuyện với nhà họ Lâu chưa? Vẻ mặt của Lâu Khải Hà cực kỳ kiêu ngạo. Nhắc đến chiến thần nhà họ Lâu thì bất luận làm chuyện gì cũng đều thuận lợi. Trước đó, chỉ cần nhắc đến vị cường giả chiến thần đó là tất cả mọi việc đều có thể giải quyết dễ dàng. Xem ra, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng nằm ngoài dự tính của Lâu Khải Hà, Tiêu Chính Văn lại lạnh lùng nói, chỉ là một vị chiến thần thôi mà, vẫn không đáng để tôi ngồi xuống bàn chuyện. Quay về nói với Lâu Thương Hà, nếu muốn giải quyết chuyện này thì bảo ông ta đích thân đưa Lâu Kiệt tới xin lỗi. Nếu không ba ngày sau Lâu Hán Long sẽ bị xử bắn. Dứt lời, Tiêu Chính Văn xua tay nói lớn, tiễn khách. Nhất thời, Lâu Khải Hà sửng sốt. Nhìn thấy hai người bước về phía mình, túm lấy cổ áo muốn ném ra ngoài, hắn vội kêu lên, anh Tiêu, nhà họ Lâu chúng tôi thành tâm thành ý mời anh tới Vân Hải nói chuyện, anh làm như vậy có phải quá ngạo mạn rồi không? Chẳng lẽ trong mắt anh, một tướng quân cấp chiến thần anh cũng không khiến anh sợ hãi hay sao? Ném ra ngoài. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Đột nhiên, hai người của Điện Thần Long đẩy mạnh Lâu Khải Hà. Phịch, Lâu Khải Hà và tài xế của mình đều bị ném ra ngoài biệt thự, mặt mày thâm bầm tím tái. Mẹ kiếp, Tiêu Chính Văn đáng chết, dám không coi nhà họ Lâu ra gì. Được lắm, để tôi chống mắt lên xem. Lâu Khải Hà bừng bừng lửa giận, nằm bò dưới đất, ôm lấy hai má phúng phính, nhanh chóng lên xe rời đi.
Vừa lên xe, hắn liền gọi điện thoại cho Lâu Thương Hà, tức giận nói, gia chủ, tên Tiêu Chính Văn này rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, cứng mềm đều không nghe, còn nói, muốn ông đích thân đưa Lâu Kiệt tới Tu Hà xin lỗi hắn, nếu không 3 ngày sau bắn chết tứ gia. Gia chủ, ông nói xem, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Lúc này, nhà họ Lâu ở Vân Hải. Sau khi Lâu Thương Hà nhận được điện thoại, liền nổi giận lôi đình, quát, được lắm Tiêu Chính Văn. Thực sự cho rằng mình là nhân vật lớn sao? Nhà họ Lâu chúng ta cũng có người. Cậu cứ ở lại Tu Hà trước đã, tôi sẽ liên lạc với nhị gia. Dứt lời, Lâu Thương Hà giận dữ cúp điện thoại, liếc đám người nhà họ Lâu đang ngồi trong phòng, sầm mặt nói, bên Khải Hà thất bại rồi, đối phương không đồng ý ngồi xuống bàn bạc với chúng ta, thậm chí còn nói muốn tôi đích thân đưa Lâu Kiệt tới xin lỗi mới chịu buông tha. Cái gì, quá vênh váo rồi. Nhà họ Lâu chúng ta tuyệt đối không cúi đầu. Đúng vậy, lập tức liên lạc với nhị gia, để nhị gia gây sức ép với hắn. Nghe những lời này của mọi người, Lâu Thương Hà cũng gật đầu, sau đó gọi điện cho nhị gia nhà họ Lâu ở chiến khu. Ngay sau đó, điện thoại đã được kết nối, giọng đàn ông nghiêm túc chuyển tới, nói, phân khu 4 chiến khu Nam Lĩnh, bộ chỉ huy sư đoàn dã chiến số 7 xin nghe. Chào anh, tôi là Lâu Thương Hà gia chủ của nhà họ Lâu. Muốn lập tức kết nối với sĩ quan Lâu Lập Hưng của các anh. Được, xin đợi một chút, sẽ được kết nối ngay. Điện thoại nhanh chóng được kết nối tới phòng chỉ huy tác chiến. Lúc này, trong rừng cây tùng tiếp giáp với biên giới chiến khu Nam Lĩnh. Trong lều vải lớn màu xanh tại địa điểm quân sự trọng yếu. Một người đàn ông trung niên mặc trang phục quân đội dã chiến, chống eo, cầu vai đính sao vàng, vẻ mặt nghiêm nghị liếc nhìn màn hình điện tử, trên màn hình. Phác họa hình ảnh từng binh chủng dã chiến đang huấn luyện bí mật. Người đàn ông trung niên này không phải ai khác, chính là Lâu Lập Hưng. Phân khu 4 chiến khu Nam Lĩnh, sở chỉ huy sư đoàn dã chiến số 7. Lúc này, điện thoại bàn đổ chuông. Lâu Lập Hưng cầm lấy điện thoại, lạnh giọng hỏi, chuyện gì? Chú hai, là anh đây, giọng nói Lâu Thương Hà truyền đến. Lâu Lập Hưng nhíu mày, sau đó hỏi, anh cả. Sao anh lại gọi điện cho em vào lúc này vậy? Lâu Thương Hà vội vàng nói, chú hai, nhà họ Lâu xảy ra chuyện, chú Tư bị bắt rồi, 3 ngày sau sẽ bị xử bắn. Cái gì? Nghe xong, Lâu Lập Hưng hết sức kinh ngạc, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao chú Tư lại bị bắt? Ai bắt? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 29.